có quần. À không chị ơi, bên em không có, bên em không có áo dài nhá. Bên em chỉ có bên sườn xám thôi chị. Bên em bán sườn xám thôi chị. Rồi chị nào thì em chấm bài tương tác cho em với nào các chị ơi. Bên em chỉ bán sườn xám thôi nhé chị nhá. Bên bên Trần Huệ đang bán áo dài đó chị ơi. Bên em không có. Rồi chị nào thấy em chấm bài tương tác lên cho em với nào các chị nào. Mỗi chị cho em xin một lúc chia sẻ nha các chị ơi. Chấm bài chia sẻ bài lên cho em với nha các chị. Hôm nay em xả. Nói chung là hôm nay em xả xả dưới giá nhập luôn các chị. Xả các chị đồng giá 100k 3 chiếc nha các chị ơi. Xả đồng giá 100k 3 chiếc chị em. Em chào chị Thuận này. Rồi các chị ơi đợi em một xíu nhé. Chị nào thấy em chấm bài tương tác lên cho em với chị ơi. Mỗi chị cho em xin một nốt chia sẻ nhé. Chào chị Nga Phan. Rồi em chào tất cả các chị này. Chị nào thấy em chấm bài tương tác lên cho em với chị ơi. Tương tác bài cho em cho khỏi ẩn nha các chị nhá. Rồi lên luôn cho chị, cho các chị đợi khỏi lâu này. Thấy em chấm bài tương tác lên cho em với nó chị nào. Rồi lên chị con caro này. Lên nhá chị một con caro nhá. Chị nào lấy caro chốt caro cho em này. Caro cho em cực kỳ xinh lắm chị ơi. Một con caro chị nào size M, size L bon chen được cho em này. Màu là bon chen được các chị nhá. Chị nào F76 mang ngồi cho em. Lấy caro chốt caro cho em nhé chị ơi. Chị nào lấy caro chốt caro cho em. Cái phần tay cực kỳ dễ thương luôn chị này. Rồi chị nào size M, size L bon chen được cho em. ML mang được chứ chị ơi. Lấy caro chốt caro cho em. Caro cho em chị ơi. Đồng giá 100k 3 chiếc cho em chị nhá. Chị nào thấy em chấm bài tương tác lên cho em với nào các chị nào. Thấy em tương tác bài cho em với nhá. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá các chị ơi. Chấm bài chia sẻ bài lên cho em với nào. Rồi lên chị con này caro cho em. Chị nào lấy caro chất caro, caro chị nào size size M, size L. Nói chung là chị nào size M, size L bon chen được cho em chị ơi. Màu L đều mặc được cho em nhé. Lấy caro chất caro cho em 100 ngàn 3 chiếc cho chị ơi. Xả đồng giá 100k 3 chiếc chị em. Lấy caro chất caro cho em này. Caro chị nào size L nhé, E76 mang vừa cho em. Caro size L E76, chị nào size L mang vừa, E76 mang vừa cho em chị nhé. Lên cho chị một con màu đỏ. Lên chị một mã đỏ này, chị nói đỏ chất đỏ cho em. Đỏ con này hàng lỗ nhá. Một con đỏ hàng lỗ sát nách như chị nào sẽ xem màu thôi. Áo màu vàng chân sào. Size nhỏ lắm chị không vừa đâu. Mấy con đó chị không vừa đâu chị. Size của nó sẽ xem màu thôi.
Rồi con ơi chị nào lấy đỏ sắc đỏ cho em, đỏ 100 ngàn 3 chiếc cho em chị ơi. Đỏ 100k 3 chiếc, chị nào size M L72 đến 74 cho em. L72 đến 74 quay đầu cho em chị ơi. L72 đến 74 mang vừa nhá, chị nào mà size S, size M, L72 đến 74 mang vừa. Rồi lấy chị con xanh này. Lấy chị con xanh, xanh họa tiết theo cho em chị ơi. Họa tiết theo cho em nhá. Con này chị nào size S, L68 70 thôi. Con này chị nào size nhỏ, một con xanh họa tiết theo cho em. Chị nào lấy xanh tốt xanh này. Mã xanh cho em 100 ngàn 3 chiếc chị ơi. Xanh 100k 3 chiếc, chị nào mà size nhỏ nhỏ. Size S, L68 70 thôi chị. Chị nào L68 đến 70 mang vừa. Lấy chị một con đầm này. Lấy chị một mã đầm nhá. Đầm này chị nào SML mang được. SML mang vừa cho em, có độ co giãn cho em L76 đến 78 cho em. Co giãn cho em L76 đến 78 mang vừa. Lấy đầm chất đầm cho em nhá. Mã đầm cho em 100 ngàn 3 chiếc chị ơi. Lấy đầm chất đầm cho em, đầm 100k 3 chiếc. Thầy em chấm bài tương tác cho em với các chị. Thầy em chấm bài tương tác lên cho em cho khẩn với chị ơi. Rồi lấy đầm chất đầm cho em, mã đầm cho em 100 ngàn 3 chiếc cho em chị ơi. Lấy đầm chốt đầm nhá, mã đầm cho em 100 ngàn 3 chiếc, chị nào mà size SML. SML đều mặc được cho em chị nhá, hàng này hàng co giãn. Nó có độ co giãn cho em nên là rất chỉ là dễ mặc. Lấy đầm chốt đầm cho em. Mã đầm, mã đầm. Em biết bên này nó ẩn hay không mà. Lấy đầm chốt đầm cho em, hôm nay em có cái điện thoại em chết chứ. Điện thoại có mỗi cái con bé nó cầm đi mất tiêu. Nó cầm nó đi nó học. Rồi lấy đầm chất đầm cho em nhé. Mã đầm cho em, đầm là chị nào mà size S, size M và size L đều bon cho em được cho em. SML mang được cho em chị ơi, lấy đầm chất đầm cho em này. Em chào chị Kim, Lưu Kim Thiện. Chị nào thầy em tương tác bài cho em được ẩn nữa chị ơi. Thầy em chấm bài tương tác cho em được ẩn nữa chị. Rồi chị nào lấy đầm chất đầm cho em. Mã đầm, đầm là chị nào SML đều mang được các chị nhé. SML quay đầu tại vì nó có độ co giãn. Hàng đó là hàng co giãn cho em chị ơi. Rồi lấy chị một con màu đỏ này. Đầm mờ, caro, hồng xanh. Đầm mờ, caro, hồng xanh là sao? Cái hàng chân sào á chị. Hàng chân sào hả chị Hiếu Thị. Chị ơi hàng chân sào là giá khác nhé chị nhá. Hàng chân sào dáng dài em bán giá khác. Còn cái hàng dưới sào này thì là em bán giá đồng giá 100k 3 chiếc cho em nữa chị ơi. Rồi con này chị nào size LXL này. LXL cho em nhá. Lấy đỏ chất đỏ, mã đỏ cho em 100 ngàn 3 chiếc đỏ này. Đỏ 100k 3 chiếc, hàng trên sào. Trên sào này là size S. Trên sào này là size S, size M cho em nhá. Trên sào là S, M đều mặc được chị ơi. Lấy màu hồng hoặc màu xanh cho em. Trên sào là 40 ngàn 1 chiếc nhá chị nhá. Trên sào là 40 ngàn 1 chiếc, lấy thì lên số cho em nhá chị ơi. Còn cái hàng dưới sào là em xả đồng giá 100k 3 chiếc cho em. Rồi con này chị nào lấy mã đỏ. Sao tự nhiên nó mất tiêu luôn rồi. Mã đỏ cho em. Đỏ chị nào mà size LXL. LXL mang vừa. Lấy đỏ chất đỏ cho em nhé. Mã đỏ. À, có L90 không hả? Chị Tuyết Vân L90 em không biết là có không đây. Chịu khó coi em like nhé. Chân sào màu xanh màu hồng caro em. Rồi ok chị lên số cho em nhé chị ơi. Lấy lên số cho em. Ok chị, hàng này là 40.000 cho em nhá. Trên sào là 40k, còn dưới sào là em bán có. Trên gì nhỉ? Dưới sào là em bán có. Caro xanh chị Nga Phan. Hết rồi chị ơi. Hết rồi. Chị kia chị lấy hết trơn rồi, hai cái luôn rồi. Chết rồi. Lấy lên số cho em nhé chị Hiếu Thị. Rồi ok chị này. Này hàng lỡ chị. Hàng lỡ cho em cực kỳ xinh luôn. Rồi em thấy số của chị rồi này. Chị Hiếu Thị. Chị Nga Phan. Chị Nga Phan ơi, màu xanh hết. Màu xanh này hết nhỉ, ở dưới này được không chị? Mà dưới này lấy được không chị ơi? Bên này con này cũng xinh này. Màu lờ mang trên cho em này chị này. Bằng giá 100k bên chiếc màu trắng nhá. Trắng này màu lờ mang được, lấy trắng không chị Nga Phan? Lấy trắng chốt trắng cho em. Chị nói trắng chốt trắng, mà trắng cho em. Đồng giá 100 ngàn 3 chiếc cho em nhá. Trắng là 100k 3 chiếc này. Lấy trắng chốt trắng, trắng là chị nào size lớn. Size lờ. Nói chung là ML đều mang được tại vì nó là hàng suông suông nhẹ.
xuông xuông nhẹ cho em nhất, ML mang vừa cho chị xem trắng trên xào. Trắng này size nhỏ cho S nhá, eo số 8 70 này, hàng lụa cho em nhá, eo số 8 đến 70 thôi. Nói chung là chị là size hơi nhỏ, lấy trắng chốt trắng cho em, mã trắng cho em 70.000 mã trắng này. Trắng 70 chị là size nhỏ nhỏ, eo 60 68 đến 70 thôi. Vừa lấy chị một con trắng theo này, con trắng theo này chị là size L nhá, ML mang được eo 74 đến 76, 74 đến 76 mang vừa cho em nhá, eo 74 76 mang vừa, lấy trắng chốt trắng cho em. Ok, để chị hả? Con chân xào đấy hả chị? Chị Nga Phan lấy con này hả? Cái điện thoại của chị nó đi đâu mất tiêu rồi. Lấy lại cho em với, em chụp hình lại nhá. Lấy lại cho em để em chụp hình lại. Tại vì nó bị mất. Nó hiện lên cái nó mất tiêu luôn chị ơi. Con này 70 à, chị gì? Chị Nga Phan. Lên lại để em chụp rồi. Ok chị này, size nhỏ 100k 3 cái size S. Không chị có, em có size S nhé chị nhá. Em có hàng size S, size S, size M, size L gì em có hết nhé chị ơi. Chịu khó coi online một chút các chị. Chịu khó coi online em sẽ có hết nhé chị ơi. Nói chung là em có tất đủ các size. Em có đây chị ơi, size nhỏ này. Con này SM mất rồi. Con này size S, size M nhé. Chị nào lấy cá, lấy mã cá cho em, cá 100.000 ba chiếc cho em nhé. Cá 100k ba chiếc, chị nào sẽ S sẽ mở được mang được. Eo 70 đến 72. Lấy cá chất cá cho em, cá 100k ba chiếc cho em nhé. Cá 100.000 ba chiếc, chị nào sẽ S sẽ mở. Rồi con này cũng sẽ S sẽ mở này, lấy đỏ chất đỏ. Chị nào lấy đỏ chất đỏ cho em, mã đỏ cho em 100.000 ba chiếc cho em nhé. Đỏ 100k ba chiếc này. Các chị chốt đủ đơn để em đi đơn chị ơi. Rồi lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 100.000 ba chiếc, chị nào sẽ S sẽ mở được mang được. Size S M mang được cho em nhé, lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ, mã đỏ cho em. Chị nào lấy đỏ chất đỏ này. Rồi lấy chị con caro tay bèo. Chị nào lấy thích caro tay bèo thì lấy con này cho em nhé. Con này chị nào size S M, eo 70 72. Con này chị nào eo 72 quay đầu cho em. Eo 72 là mang vừa, lấy mã 272. Mã 272 cho em nhé, lấy 272 chất 272 này. 272 cho em 100.000 ba chiếc cho em chị ơi. 272 cho em 100k 3 chiếc, lấy 272 chất 272. Mã 272 cho em 100.000 3 chiếc chị nhé. Cho chị xem. Cho chị xem trắng. Trắng gì? Trắng gân đó chị. Bơ vô là màu trắng đó chị. Con này là hàng cách tân, này không phải màu trắng đó chị ơi. Này màu xanh á. Eo 70, 72 chị ơi. Nó là hàng cách tân cho em nhất, lấy cách tân chút, cách tân cho em, cách tân 100.000 này. Cách tân 100k, chị nào mà sẽ SM được vừa. SM là vừa đâu có con nào màu trắng ở đâu chị ơi, không có màu trắng. Con này là đầm, màu xanh hết, không còn con nào màu trắng, chị size nhỏ hả? Em có con này size S này, chị thích màu trắng, và con này chị lên cho này. Đây đây, dáng dài. Dáng dài màu trắng size S theo nhá. Nói chung là nó theo trực tiếp lên vải cho em chị ơi. Theo hết toàn bộ cho em. Đây lấy con này cho em, lấy mã dài. Dài cho em 50.000 mã dài. Dài 50 nhá. Chị nào eo 68 70 sẽ S cho chị. Sẽ S thích màu trắng thì lấy con này cho em này. Theo nói chung là theo trực tiếp lên vải hết. Mã dài, dài cho em 50.000 mã dài. Dài 50 nhá, chị nào size nhỏ nhỏ sẽ S eo 68 70. Size hơi nhỏ một tí xíu. Chị nào sẽ S mang vừa, lấy dài chốt dài cho em, mã dài cho em 50.000 mã dài. Dài dài 50 nhá, chị nào size nhỏ nhỏ thôi, nói chung là hơi nhỏ một tí xíu sẽ S mang vừa cho em. Rồi lấy chị con đen này. Con đen này chị nào sẽ SM được vừa. SM mang vừa cho em nhá. Lấy dài, lấy đen chất đen. Mã đen cho em, đen là size SM. Đen là SM được mang được cho em này. Đen cho em 100.000 ba chiếc mã đen nhá. Lấy đen chất đen, đen cho em 100k ba chiếc. Chị nào mà sai. Size SM mang được eo 70 72. Sao bữa nay cái Facebook nó kỳ cục vậy ta? Rồi lại đen chất đen cho em, mạ đen cho em 100.000 ba chiếc, đen 100k ba chiếc chị ơi. Lấy chị một con màu cam này. Lấy chị một mã cam nhá. Chị nào lấy cam chất cam, cam chị nào size L eo 76.
Cam chị nào size lọ E76 mang vừa. Lấy cam chất cam cho em. Lấy cam chất cam nhé. Cam chị nào E76 size lọ. Mã cam cho em E76 chị nào size lọ mang vừa. Mã cam cho em cam 100.000 ba chiếc chị ạ. Cam 100k ba chiếc cho em nhé. Lấy cam chất cam này. Mã cam cho em 100.000 ba chiếc chị nào size M, size lọ bon cho em được. Nói chung là M lọ đều mặc đủ các chị nhé. M lọ đều mặc đủ cho em. Vừa lấy chị một con xanh theo này. Lấy chị một màng xanh theo, con này chị nào size nhỏ đây. Em 70-72 cho em chị ơi, sẽ size M ạ, không nhỏ đâu. Rồi lấy xanh chất xanh, mạ đen một chiếc, size M chị à. Đen của chị đen của chị Hiếu Thị này. Đen của chị Hiếu Thị này. Rồi em không ghi giá nữa chị ơi, em không ghi giá là 100.000 ba chiếc nữa chị nhá. Nói chung là em không đọc giá là 100.000 ba chiếc nữa chị ơi. Rồi lấy xanh chốt xanh cho em, chị nào lấy xanh chốt xanh. Lấy xanh chốt xanh cho em nhé, mã xanh cho em 100.000 ba chiếc cho em. Nói chung là giờ em không đọc giá là 100.000 ba chiếc hết các chị nhé. Mã xanh, mã xanh. Rồi em lấy chị con này size S, chị nào size nhỏ, E68-70, một con đỏ dáng dài cho em. Hàng sắt nách nhá. Hàng sắt nách một con đỏ dáng dài, lấy dài chốt dài cho em, dài 50.000. Mã dài 50k chị nào size S, E68-70 cho em. Lấy dài chốt dài, dài 50.000. Mã dài 50k chị nào size S, E68-70 thôi, size nhỏ nhỏ cho em. Rồi con này chị nào size M lớn, E74. Size M lớn E74 nhá. Lấy mã 35. Mã 35 chị em 50.000, mã 35. Mã 35 50k chị nào size M lớn E74 cho em này. Chị nào size M lớn cho em E74 cái đầu. Lấy 35 chốt 35, 35 cho em 50.000. 35 50k nhá, lấy chị một con cổ yếm này. Lấy chị một con cổ yếm sẽ SM, đằng sau là nó họ lưng như này cho em chị này. Một con cổ yếm cho em chị nào sẽ SM mang của họ tiết sinh chị ạ. Chị nào thích yếm lấy yếm nhá. Mã yếm cho em 100.000 ba chiếc mã yếm này. Lấy yếm chất yếm cho em, yếm chị nào size nhỏ sẽ SM. Yếm là sẽ SM được mặc được. Yếm là sẽ SM chị nhá, lấy yếm chất yếm cho em. Mã yếm lấy chị con trắng theo. Con trắng là chị nào size SM này các chị này. SM mang được nhá, nói chung là theo trực tiếp lên vải cho em. Theo trực tiếp lên vải cho em, không phải in đâu chị ơi. Lấy trắng chốt trắng cho em. Mã trắng cho em 100.000 ba chiếc trắng này. Lấy trắng chốt trắng nhá. Trắng, lấy trắng chốt trắng cho em. Trắng là size SM. Có đỏ size L, có đỏ size L không hả? Đỏ size L. Giờ em xem hàng ngắn nữa chị ơi. Chứ hàng dài giờ là không có chị ơi. Hàng dài giờ là không còn rồi chị. Hàng dài màu đỏ size L không có. Hàng ngắn thì may ra có thôi chị ơi. Đây chị này, lấy chị con này cho em. Con này SM thôi, hàng xuông xuông nhá. Con này giờ hàng không xuông cho em, hàng lỡ sẽ SM mặc được. SM mang được cho em. Cái này hàng xuông chị ơi. Nó là form chữ A. Lấy mạng 45 nhá. Lấy 45 chất 45. Mạng 45 cho em 100.000 ba chiếc mạng 45 này. Mạng 45 cho em 100k ba chiếc. Chị nào mà size L. À quên, size SM em lộn. Size SM thôi chị nhá. Size SM mang được, lên chị một con gấm màu vàng đồng. Một con gấm màu vàng đồng cho em, chị nào size SM. SM mang vừa cho em nhá, lấy vàng chốt vàng. Mã vàng cho em 100.000 ba chiếc chị ạ. Mã vàng cho em 100k ba chiếc, chị nào mà size M, E70-72. E72 quay đầu cho em, lấy vàng chốt vàng nhá. Mã vàng cho em, mã vàng cho em 100.000 ba chiếc cho em chị này. Lấy vàng chốt vàng, vàng 100k ba chiếc em này, đi lên cái bên nào ta. Tự nhiên là nó biến mất luôn các chị. Lấy vàng chốt vàng cho em. Vàng 100k ba chiếc các chị nhá. Nó là màu vàng đồng cực kỳ xinh. Chị nào size M. E70-72 cho em. E70-72 quay đầu. Lấy vàng chốt vàng. Mã vàng cho em. Đồng giá hay có giá khác? À chị ơi, cái hàng hàng trên xào, hàng dài là giá khác nhá. Nói chung là cái hàng này em không đọc giá, em không đọc số tiền, nó nói là đồng giá 100k ba chiếc. Còn cái hàng ngắn thì là em ăn. Nói chung cái hàng trên xào là em bán giá khác, còn đâu là bình thường em bán đồng giá 100k ba chiếc. Hàng dài nó hơi khác một xíu. Rồi con này chị em chị nào size nhỏ này. Một con gấm size nhỏ chị nào L68 thôi. Con này chị nào L68 mang vừa cho em, size nhỏ nhỏ, lấy mã 21 cho em, 50.000. 50k mã 21 nhá, lấy 21 chốt 21. 21 50.000 chị nào mà L68 size hơi nhỏ. L66 đến 68 mang thuộc.
lên mã 21 cho em 50.000 hàng gấm cực kỳ xinh. Lấy 21 chốt 21. Mã 21 cho em 50k, chị nào mà size nhỏ nhỏ. Eo 68 thôi, size hơi nhỏ cho em chị nhá. Eo 68 qua đầu cho em. Lấy chị một con xanh này, xanh nghệt theo cho em chị ơi. Một con xanh theo, chị nào eo 74 mang vừa. Xanh theo eo 74 nhất này, theo họa tiết theo hoa cực kỳ xinh. Lấy xanh chốt xanh cho em, xanh 100.000 ba chiếc cho em. Xanh 100k ba chiếc, chị nào sẽ SM mang vừa eo 72 đến 74 cho em. Eo 72 cho đến 74 mang vừa, lấy xanh chốt xanh cho em nhé. Mã xanh cho em 100.000 ba chiếc. Xanh 100k ba chiếc, lấy chị con này xinh này. Con này nó chỉ là một cái lưới không thôi chị ơi. Nhưng mà nó xinh nhá, nó theo. Nó theo trực tiếp lên vải để các chị phối sau, các chị phối này. Cũng là size nhỏ, chị nào sẽ SM cho em. Sẽ SM mặc được cho em con này nhé chị ơi. SM mặc được, lấy lưới chốt lưới. Mã lưới cho em 100.000 ba chiếc mã lưới này. Lưới 100k ba chiếc chị nhá, lấy lưới chốt lưới. Lưới là chị nào size nhỏ, sẽ SM thôi. Sẽ SM được mặc được. Lưới 100.000 ba chiếc chị em, lấy lưới chốt lưới, lưới là size nhỏ. Chị nào mà size S, size SM được mặc được. Lấy lưới chốt lưới cho em. Lưới của chị Nga Phan. Nó bị ẩn comment các chị ơi. Được mình ghê luôn. Rồi lấy chị con đỏ này. Lấy chị một mảng đỏ nhá. Chị xem lại lưới, lưới hết mất rồi chị ơi. Chị Nga Phan lấy rồi. Rồi sẽ SM. SM mang vừa cho em lấy mã đỏ. Mã đỏ cho em nhá. Đỏ cho em 100.000 ba chiếc. Em chào chị Sống Bị Ưu Thương. Rồi mã đỏ. Đỏ là sẽ SM mặc được nhá. Đỏ cho em 100.000 ba chiếc. Lấy đỏ cho đỏ. Đỏ 100k ba chiếc cho em chị ơi. Mã đỏ, mã đỏ. Chị nào mà size sẽ SM được mặc được. SM mang vừa lấy đỏ cho đỏ cho em. Rồi con này chị nào size to này, eo 76-78, chị nào size lò lớn nhá. Size lò lớn eo 76-78 mang vừa, lên chị một con màu nu. Lấy nu chút nu cho em, mã nu cho em 100k 3 chiếc mã nu này. Nu 100.000 3 chiếc nhá, chị nào size nhỏ nhỏ. Lên chị con này họa tiết này xinh chị này. Lên cho chị một con họa tiết, con này chị nào mà size mờ. Size mờ nhá, mờ mà mờ lớn chị ơi. Size M mà M lớn cho em, eo 72 đến 74. Eo 72 74 mang vừa lấy mã 11. Mã 11 cho em 100k 3 chiếc, lấy 11 chốt 11. Mã 11 cho em, chị nào mà size nhỏ nhỏ sẽ SM được. SM mang vừa cho em, rồi lên chị con hoa này. Lên cho chị một mã hoa nhá. Hoa này chị nào size L, eo 76-78. Con này chị nào size L lớn. 11 của chị Nga Phan. Rồi con này chị nào eo 76-78 mang vừa cho em nhá. Lấy mã 42. Mã 42 cho em nhé, 100.000 ba chiếc cho em. Mã 42 là 100k ba chiếc, chị nào F7678, chị nào size lò lớn này. Size lò lớn mang vừa, mã 42 cho em. Hôm nay hàng rẻ đều nhưng mà không có chị nào lấy là sao rồi các chị. Sao kỳ cục vậy. Em bán dưới giá nhập luôn các chị ơi. Bán dưới giá nhập luôn các chị mà sao các chị im ắng mà có vẻ buồn tủi rồi các chị. Sao mà nhìn nó chán đời rồi các chị. Sao mà chán dữ vậy các chị. Lên chị con lụa này. Lên vài hàng lỡ hả. Hàng lỡ không biết hàng góc nào mà lên đi chị ơi. Rồi con này chị em eo 72. Lấy lụa chất lụa nhá. Mã lụa cho em eo 72 mang vừa. Mã lụa cho em. Rồi nó chỉ có dài dài như vậy thôi chị này. Lấy lụa chất lụa cho em. Mã lụa 100.000 ba chiếc cho em. Mã lụa cho em nhắc lụa chị nào size M, SM để mặc được. Mã lụa cho em, lụa 100.000 ba chiếc cho em này. Biết nằm góc nào mà lên đây chị ơi, biết con này là size gì đấy. Lấy chị xem các chị con này nó là size gì nào. Một con hoa nhí nhá. Lấy chị một mã hoa này, lấy hoa chất hoa. Mã hoa eo 74. Toàn size nhỏ hả chị? Chị mặc size gì? Chị Thu Hạnh. Rồi con này chị nào size SM L74. Mã 42. Mã 42 cho em nhé, 100.000 ba chiếc mã 42 này. 42 cho em 100k ba chiếc. Rồi con này chị nào có độ co giãn cho em. Hàng này hàng co giãn nhé, L74 đến 75.
Nó nằm giữa mờ và lờ. Nằm giữa mờ và lờ mang vừa. Lấy xanh chất xanh. Nó là form ôm cực kỳ xinh luôn chị ơi. Má xanh cho em nhá. Xanh. Xanh của khi nào em có lên xanh lờ má. Mã xanh cho em. Xanh 100.000 ba chiếc. Mã xanh nhá. Xanh 100k ba chiếc. Chị nào size M nhỏ, size L nhỏ, size L nhỏ và size M lớn. Đây chị ơi, size L đây E76 này. Nãy giờ em lên E76-78 quá trời mà. Rồi các bạn chị nào size L lớn đây E76-78. Lấy mã vàng. Vàng này nó là vải lụa cho em chị ơi. Lấy vàng chốt vàng. Vàng cho em 100.000 ba chiếc này. Vàng 100k ba chiếc. Chị nào size L E76-78. Size L lớn cho em chị ơi. Lấy vàng chốt vàng. Lên chị con này size to này. Chị nào lấy to chất to nhất, chị to này chị nào 60-65kg cho em. 60-65kg quay đầu cho em, lấy to chất to cho em, mã to cho em 100.000 ba chiếc luôn chị ạ. To 100k ba chiếc nhá, nói chung là hơi lớn một xíu. Hàng sắt nách, chị nào mà 60-65kg, 60-65kg quay đầu cho em con này. Lấy to chất to, mã to cho em to, 100.000 ba chiếc mã to này. To 100k ba chiếc. Đây hàng lỗ đây chị ơi. Hàng lỗ này. Hàng lỗ nha, chị nào size L rồi. Hàng lỗ size L mang vừa. Lấy xanh chất xanh cho em. Xanh 100.000 ba chiếc này. Mã xanh cho em nhé. Xanh 100k ba chiếc. Chị nào size L đây. Lấy xanh chất xanh. Mã xanh cho em. Chị nào size L E76-78 mang vừa. E76-78 mang vừa. Lấy xanh chất xanh. Mã xanh chị em. Xanh 100.000 ba chiếc chị em nhá. Em chào chị Minh Minh này. Chị Minh Minh à không phải. Em chị em đang lộn với chị gì nhỉ? Chị quên rồi. Chị Trung Yến. Em đang định bảo là chị hàng chị em đi rồi, em lộn là hàng chị Trung Yến mới đúng. Rồi lấy chị con này xinh cho em này. Xanh của chị Minh Minh. Rồi con này chị nào sẽ SM nhá, hàng hàng co giãn form ôm. Form ôm cho em. Xanh của chị Minh Minh. Đây này, những cái con caro này size L mà không chị nào lấy à các chị. Trời ơi, lên mấy con size L luôn mà. Mà các chị cứ kêu không có là sao đây này. Caro này size L này, caro cho em. Caro nhá, 100.000 ba cái. Lại lộn với ai vậy? Thôi em đang hỏi chị gì nhỉ? Chị Trung Yến là em đang định bảo là em hàng đi rồi mà em giật mình ở đấy chị. Lộn. Rồi caro cho em 100.000 ba chiếc nhé. Chị nào size L mang vừa. Lấy caro cho em, caro 100.000 ba chiếc. Rồi con trắng theo này cũng vậy này. Trắng theo này cũng size L cho em. Trắng theo cho em chị ơi, này theo nhá. Theo trực tiếp lên vải, mã trắng cho em 100k ba chiếc thôi. Này xả rẻ lắm luôn, không chị nào có lấy ra sao. Đây này. Như con lụa này cũng là size L này. Một con lụa màu vàng, các chị nhìn vậy thôi nhưng mà mặc lên cực kỳ xinh cho em nhé. Caro chị Minh Minh. Rồi mã lụa. Lụa cho em 100.000 ba chiếc. Lụa E76-78. Chị nào size L đó. Trời ơi. Size L quá trời size L. SML từ nữa em lên SML quá trời. Nhưng còn XL thì chưa lên đấy chứ còn. XL chị biết nó nằm đâu thôi. Nào có thấy có chị lấy đâu. Rồi con này size M. E72-74 nhá. E72-74 mang ngồi cho em. Họa tiết cực kỳ xinh luôn chị ơi. Có 60kg. Lấy cho chị 3 chiếc hả? Màu khác màu. 60kg mà chị cao lắm không chị? Rồi con này chị lấy mã 92. Lụa chị Thu Hạnh. Thu Hạnh chưa có đơn thì chị ơi, lên số cho em nhé, chị Thu Hạnh. Hồng size gì ấy? Hồng á? Hồng này size nhỏ chị ơi, hồng là SM. Này của chị quên rồi, chị Thu Hạnh. 92 của chị Nga Phan. Này chị Thu Hạnh này. Chị Thu Hạnh. Trời ơi, có bao giờ em xả cái mức giá như này đâu. Chị cao 1m6 hả? 1m6 mà 60kg hả?
Ui, hàng ngắn chị ơi, hàng dài giờ không có rồi. Hàng ngắn thôi chị. Hàng ngắn thôi nhá. Này của chị Ngọc Phan. Nếu mà chị cao như vậy thì chị mặc cao như vậy thì gì ta? Chị mặc mấy cái này nó hơi ngắn một tí xíu. Rồi em thấy chỗ chị Thu Hạnh rồi này. Màu đỏ size M. Hoa hồng gai. Màu đỏ size M á. Đây đỏ size M đấy chị. Là con này đâu chị ơi? Rồi chị mới thấy hay sao á? Phải con này em chị ơi, hoa hồng gai. Em đang giảm 100 ngàn 3 chiếc nhá. Còn cái hàng dân xào, cái hàng dài em báo giá khác chị nhá. Còn cái hàng em like này là em xả đồng giá 100 ngàn 3 chiếc. Phải cái này em chị hoa hồng gai ơi. Phải con này không chị? Ngắn cũng được hả? Rồi vậy chị khó con like một xíu nhá. Rồi ok chị hoa hồng gai này. Trời ơi, cái nãy giờ like SML quá trời mà. Ngắn cũng được, 60kg chị mặc XL cho em. Để em xem nó nằm đâu mà em lên đây. Không biết nó nằm góc nào mà lên lên đây. Rồi con này chị nào size M thôi, L74. L74 chị nào size M cho em nhá. Rồi đúng rồi, size M ấy chị. Rồi con này chị nào size M, L74 mang vừa lấy mã nu. Nu cho em 100.000 ba chiếc mã nu này. Nu 100k, đây thì như con này size L này. Trời ơi, cái con này có ai bán chị 100.000 ba chiếc không? Size L cho em, mã 42. Size này size L lớn, L76-78, mã 42 cho em 100.000 ba chiếc. Kiếm chị con. Kiếm chị con L em. Đây chị ơi, chị Minh Minh, lấy con này đi. Này xinh lắm chị. Lấy 42 chứ 42 nhá. Mã 42 cho em, size L đây. Size L, cực kỳ xinh luôn. Chưa bao giờ em xả đến cái giá mức cái giá này đâu các chị. Chưa bao giờ mà xả đến cái mức này. Đây như con này cũng xinh mà không chị nào lấy là sao nhỉ? Mấy con này toàn con đẹp không? L78-80. Chị Tha Kim lấy con này không? L80 này. Mà chị 60kg con chậm chị to lắm không? Con này L80 chị lấy con này không? Không hả? Không lấy con đó hả chị? Trẻ quá hả? Trẻ quá hả chị hay sao? Trẻ quá không lấy hả? Tôi phải mặc cho nó trẻ ra chứ. Mặc cho trẻ ra chứ lại sợ trẻ quá vậy. Rồi chị nào lên mã. Con này chị nào lên mã 519. Mã 519 cho em nhé. 519 cho em 100.000 ba chiếc. Mã 519 này. 519 cho em 100k ba chiếc. Mã 519. Rồi lấy chị con vàng. Lấy chị một mã vàng nhé. Lấy vàng chốt vàng. Vàng này các chị mặc hơi ngắn một xíu. Lấy chị nào sẽ. Các chị làm thành áo cho em nhé. Chị nào mặc cao cao thì làm thành áo cho em. Lấy vàng chốt vàng cho em. Mã vàng 100.000 ba chiếc mã vàng này. Vàng cho em. Vàng này chị nào sẽ SM thôi. Mà nó gắn vào tới size L luôn này. Lấy vàng chốt vàng cho em nhé. Mã vàng chị nào sẽ SM cho em. Cái họa tiết của nó cực kỳ xinh. Mã vàng. Vàng cho em là chị nào size nhỏ nhỏ. Chị nào sẽ SM thôi. Mã vàng cho em 100.000 ba chiếc vàng nhé. Áo chị Nga Phan này. Chị coi lấy zoom. Vàng chị xem lại. Cái này chị gì quên rồi, chị Nga Phan. Hồng á chị ơi. Rồi em mặc cái bộ này, em mặc con này cho em chết mất chị. Con này size nhỏ chị. Hồng này là 50.000 nhá. Hồng này là 50 nhá chị ơi. Hồng là 50, còn cái hàng em báo giá là 100.000 ba chiếc chị nhá. Còn con nào khác giá thì em nói sau chị ơi. Và hết rồi chị Vân Tuyết rồi, lại sau mất tiêu rồi. Rồi toàn những con đẹp không mà chị không lấy. Nên xả con 100.000 ba chiếc thôi mà. Mà các chị không lấy cảm thấy ưng mắt, ưng sai các chị lấy đi trời ơi. Ơ con này size nhỏ chị ơi, size S. Chị Đỗ Hiền size S thôi chị ơi, size nhỏ lắm. L68. L68 thôi chị, size S mang vừa. L68 cho em. Hồng cho em hàng gấm còn mới lắm luôn chị ơi. Lấy chị có 50.000 thôi. Hồng 50 nhá. Chị nào size S L68 70 thôi chị ơi. À quên. L66-68. L66 đến 68 thôi chị, không tới size M đâu. Size S thôi chị.
Rồi lên lại các chị con này này, con này đẹp đấy chị này. Vừa lại luôn đi các chị ơi. Rồi chị nào size L, LXL nhá, LXL được mặc được, lấy mã vàng cho em. Trời ơi, vàng này 100 ngàn 3 chiếc thôi chị ơi, lấy vàng chốt vàng. Vàng chị nào XL mang vừa L80, chị Minh Minh, lấy con này anh chị Minh Minh này, L80 này, LXL được mặc được cho em này. Vàng cho em nhá, lấy vàng chốt vàng, mã vàng cho em 100 ngàn 3 chiếc, em biết bên này nó bị ẩn không đây. Mã vàng cho em, vàng chị nào size LXL, LXL được mặc được, lấy vàng chốt vàng cho em. 549 á, 549, 519 chứ chị, 519 chứ không phải là 549 đâu. Con này là 519. Con này là 519 chị ơi, đúng rồi. Không phải là 549. Có khi em đọc sai nên là các chị cũng ghi sai luôn. Rồi lấy nhá, lấy vàng. Mã vàng cho em. Chị nào lấy vàng cho vàng nhá. Vàng mà chị nào mà L78 đến 80 cho em. Ok chị. Ok chị Minh Minh. À, con cầm tay ngắn trên xào cho chị xem. Con cầm tay ngắn. Con cầm tay ngắn á. Con nào chị? Con này á. Con này size S nhá, L68. L66 đến 68 cho em. L66 68 cho em chị ơi, 50.000 thôi. Hà màu á gì nhỉ? Hàng gấm. Hàng gấm cực kỳ xinh. Rồi con này cho em đi chị này. Lấy chị một con form suông nhá. Form suông chị nào 60 kg mang vừa. 55 cho đến 60 kg mang vừa, nó là hàng xuống, hàng suông cho em. Con màu cam á. À, con này L72 lận chị ơi, size lớn rồi, chị không vừa rồi. Chị mặc là hơi rộng. L72 cho em. Này theo cho em cực kỳ xinh, mã cam 70.000. Cam 70 nhé, chị nào L72 mang vừa cho em. Rồi lấy chị một con phân suông, lấy suông chất suông. Mã suông cho em, suông chị nào 60kg quay đầu cho em. Hàng phân suông là các chị từ 50 cho đến 60kg đều mặc được nhá. Từ 50 cho đến 60kg mang vừa, lấy suông chất suông cho em. Mã suông, suông cho em 100.000 ba chiếc suông này. Lấy suông chất suông cho em nhé, suông chị nào size lớn. 60 cho đến, đúng không, 60kg đi. 60kg mang vừa, rồi con thịt nào sẽ SM. SM được mặc được cho em nhé, một con họa tiết hoa cực kỳ xinh. Size S, size M mang vừa cho em, lấy mã 49. Mã 49 cho em, đo mông con cam hả? Con nói em mặc rộng là chị mặc vừa. Mã 49 cho em 100.000 bạn, mã 49. Mã 49 cho em 100k 3 chiếc. Chị nào size S, size M. SM được mang vừa cho em nhé chị ơi. Size S, size M được mang được. L8 ui sao lại vậy nhỉ, mông một tí nhỉ, 9 nhá, 86 á chị, mông 86 cho em. Rồi chị nào lấy mã gì quên rồi, mã 49 cho em nhá. Rồi lấy chị con đầm này, lấy chị một con đầm, nó hàng xuông xuông nhẹ nhá, chị nào size L. Con này chị nào size L mang vừa, lấy đầm chất đầm cho em. Nó dạng cách tân này, đầm cho em 100.000. Lấy cam nhé rồi ok chị. Lấy đầm chất đầm cho em, mã đầm cho em. Hôm nay qua đơn chị cũng còn đem chưa đi này. Mã đầm cho em 100.000 ba chiếc, đầm là size L. Cam 70 này. Chị Vân Tuyết. Đầm của chị Nghi Hoàng. Chị ơi em đơn chị em đi rồi á. Chị Vân Tuyết. Em để đơn chị đâu rồi trời. Vân Tuyết chị đợi em một xíu. Rồi ok. Này của chị Ni. Những chị nào mà khách mới á, mà lấy nhiều á, cọc cho em đi hàng nhá các chị ơi. Chị nào mà lấy nhiều cọc cả cho em đi đơn nhá các chị nhá. Khách mới em hơi lo. Khách mới là hơi lo một tí xíu, còn khách cũ thì các chị chốt bao nhiêu cũng được. Khách
cũ thì chấp bao nhiêu cũng được. Rồi lấy chị một con đen này. Con đen này size nhỏ, SM. SM thôi, lấy đen chấp đen cho em. Mạ đen cho em 100.000 ba chiếc mạ đen nhé. Đen cho em 100k ba chiếc. Đen 100.000 ba chiếc SM. Rồi lấy chị một con màu vàng. Màu vàng này nó hàng xuông xuông nhẹ cho em nhé. Vàng xuông xuông nhẹ chỉ là eo 74 cho em. Lấy vàng chấp vàng cho em. Mạ vàng cho em 100.000 ba chiếc mạ vàng. Vàng 100k 3 chiếc chỉ là eo 74, size màu. Size màu, size màu, lấy vàng chốt vàng cho em. Lấy chị con caro này. Cái này nó theo chị nhá. Nó theo trực tiếp lên vải. Nhưng mà chị nào size nhỏ thôi, size S, eo 68-70 cho em. Lấy caro cho em, caro cho em 100k 3 chiếc thôi chị này. Lấy caro, chốt caro. Caro chị nào size nhỏ nhỏ, chị nào size S mang vừa. Eo 68-70 mang vừa, lấy caro, chốt caro cho em. Caro cho em 100.000 3 chiếc, lấy caro nhá. Rồi con này màu này xinh chị này. Chị nào em 70-72. Cái này nó kiểu như là cái gì nhỉ? Em 72 mang vừa cho em. Họ tiếp cái con thì đấy không biết. Rồi em 72 mang vừa. Chị là mã 232. Mã 232 cho em nhé. 100.000 3 chiếc mã 232. Lấy 232 chốt 232. 232 cho em 100k 3 chiếc này. Lấy 232 chốt 232. Hai con này nó tựa tựa giống nhau đó chị này. Hai con này nó tựa tựa giống nhau ấy chị ơi. À, đuôi cá. Đuôi cá chị em sẽ SM. Đuôi cá là sẽ SM nhá. Còn con này phong suông. Thôi mã cá đi. Cá là SM đều mang được. E7274 cho em. Mã cá sẽ SM E7274 mang vừa nhá. Lấy cá chốt cá này. Mã cá cho em 100.000 ba chiếc cá. Rồi lấy mã suông. Nó đều là màu nu hết chị ơi. Màu kem kem á. Hàng này suông suông. Con phân xuông này chỉ là size L E76 nhá. Con này chỉ là size L SML mặc được. Lấy xuông chút xuông. Xuông hoặc là cá cho em chị này. Mã xuông hoặc mã cá cho em 100.000 ba chiếc thôi chị ơi. Xuông hoặc cá cho em nhá. 232. Chị sống đậy yêu thương. Có áo dài không chị ơi? Không có áo dài đâu chị ơi. Bên em không có áo dài. 232. Chị đậy yêu thương. Không thấy chị ơi, nó bị ẩn. Áo dài đang like đó chị ơi. Bên áo dài đang like đó. Cá chị Ni. Bên đây bên đó đang like áo dài đó chị. Chứ bên em có đâu. Bên em chuyên sửa sám với chị ơi. Bên em chuyên sửa sám là nhiều chị ơi. Cá chị Ly này. Đôi cá xay mờ hết rồi chị ơi. Hết đôi cá xay mờ rồi. Cá xay mờ hết. Rồi con này theo chị nhá. Con này chị nào theo trực tiếp lên vải cho em này. Chị nào sẽ SM lấy mã hồng. Lấy hồng chất hồng cho em. Hồng 100.000 ba chiếc nhá. Mã hồng cho em 100k 3 chiếc mã hồng này. Hồng hồng cho em, lấy hồng chốt hồng. Rồi cái con cổ yếm này không chị nào ưng rồi chị ơi. Lấy cổ yếm chốt cổ yếm cho em nhá. À, chị nay lấy con hồng treo 50k kia em. Chị Vân Tuyết lấy con này hả? Ok chị. Ok ok 50.000. Chị này lấy chị nào lấy chị Vân Tuyết lấy hả? Chị Vân Tuyết lấy hay là khi nãy chị nào lấy nhà chị Đỗ Hiền hỏi á. Trời gian ẩn không nhìn thấy. Nó lại mất, nó lại bị ẩn rồi. Chị Vân Tuyết lấy hay là chị kia lấy á? Chị Vân Tuyết lấy hay là chị gì rồi? Chị Đỗ Hiền. Trời ơi nó ẩn gì mà nó ẩn. Cho chị xem yếm, yếm xinh lắm. Không phải chị lấy mà chị Đỗ Hiền. À rồi ok chị Đỗ Hiền. Nó không, em không nhìn thấy. Chị Đỗ Hiền này. Ok chị Đỗ Hiền. Chị Nga Phan ơi, lấy con đó đi. Con bộ yếm đẹp lắm chị. Cực kỳ xinh game nhá chị ơi. Khổ game nay cái điện thoại em bé nó cầm đi học nữa chứ.
Có một cái điện thoại chốt đơn. Đâm là nó không nhìn thấy được cả hai bên. Đấy chị, đẹp lắm. Nhưng mà sẽ SM thôi, có độ co giãn cho em. Đấy, các chị mặc cái tay nó lên như thế này này. Dạng như cổ yến xinh xinh. Tay mặc như này cho em nhé chị ạ. Tay rất rất như này này. Cổ yến vải gì á? Có co giãn á chị. Nó như vải thông á chị ơi. Vải thông cho em nhé, sẽ SM. Rồi chị nào lấy cổ yến cho em. Cổ yến sẽ SM cho em chị ơi. Rồi ok chị Nga Phan. Một lúc phải xem hai bên mới thấy được các chị không? Các chị tương tác cho em cho nó phải ẩn nữa các chị. Hôm nay có mỗi cái điện thoại để coi. Xem được bên nọ thì mất bên kia. Nuôi cá hết rồi chị ơi, hết nuôi cá. Áo đỏ dài size gì? Áo đỏ dài đâu có con đỏ dài nào đâu chị ơi. À đỏ dài trên sào này á. Đỏ dài trên sào này, con này size M này. Con này size M như E72-74 mang vừa. Mã 35 cho em, 50.000. Mã 35-50k E74 cho em này. Size M ơi chị ơi. Size M. Rồi con này chỉ là size nhỏ E68. E66-68 thôi. Mã 21 cho em, 50.000. Mã 21 50k nhá, dưới 21 chốt 21. 21 50.000 cho em chị ơi. Đó, một con size nhỏ và một con size lớn. Một con nhỏ và một con lớn cho em. Một lớn và một nhỏ. Rồi chị nào thích tay dài này. Tay dài này E68-70. E68-70 mang vừa, lấy tay dài cho em. Tay dài 50 thôi các chị nhá. Tay dài cho em 50.000, nhưng mà nó lại là size S cơ. E68-70 cho em. Rồi con này màu nó vàng vàng trắng trắng chứ không hẳn là màu trắng, cũng không hẳn là màu vàng cho em nhé. Size S E68-70 cho em. E68-70 mang vừa chị này. À không, con này size nhỏ lắm, E66-68 thôi. E66-68 nhé, em đang lộ với con kia. Cũng có một con y như này nhưng mà size nhỏ. Con này lấy mã 13 cho em. 13 chị nào size nhỏ, hàng gấm cực kỳ xinh luôn chị ạ. Nó con đẹp nhá, không làm sao hết, chả qua em xả cái giá này thôi chị ạ. Con này thì hơi bị dài luôn, chị nào phải 1m6 mặc mới đẹp nhá. Không thì phải về cắt bớt. Tại vì nó dài lắm. Nó dài lắm luôn ấy. Mã 13 cho em, 50.000. Đó các chị tranh thủ. Tranh thủ hàng dài. Hàng dài em xả các chị nói chung là 1m45 vừa không? Cổ yếm size M hết. Hết cổ yếm size M 1m45 á chị Hoa Hồng Gai. Được chị ơi, nó hơi dài một tí. 1m45 hả? Ui chị còn thấp hơn em á. Nó hơi dài nhá chị nhá. Về phải cắt, nếu mà vậy thì về phải cắt cho em. Tại vì nó hơi dài một tí xíu, nếu mà 1m45 thì hơi dài. Em mặc còn hơi dài. Hơi dài một tí xíu. Rồi lên chị con đỏ. Đỏ này sẽ SM chị này. Đỏ sẽ SM mang vừa cho em nhé. SM đều mặc được. Mã đỏ cho em 100.000 ba chiếc. Lấy đỏ chất đỏ. Đỏ cho em 100k ba chiếc mã đỏ này. Đỏ cho em đỏ 100.000 ba chiếc mã đỏ. Rồi lấy chị một mã chim. Lấy chị họa tiết chim nhé. Lấy chim chất chim. Chim này là cũng sẽ SM. SML luôn chị ơi, co giãn thoải mái. SML mang được, lấy mã chim cho em. Chim cho em 100k 3 chiếc mã chim này. Lấy chim chút chim. Chim 100.000 3 chiếc cho em nhé. Chim 100k 3 chiếc. Chị nào size SML đều mặc được. Lấy chị một con trắng. Dáng lỡ, tay lỡ cho em chị ạ. Dáng lỡ tay dài, chị nào size S E68-70. Chị nào thích màu trắng cho em này, đơn giản vệ sinh nhá. Còn cái tay này các chị không thích thì các chị cắt ngắn bớt như vậy. Con trắng này cái vải của nó đẹp lắm luôn chị. Trắng cho em 100k 3 chiếc thôi chị ơi. Lấy trắng chốt trắng. Trắng cho em 100.000 3 chiếc mã trắng cho em. Trắng 100k 3 chiếc này. Lấy trắng chốt trắng cho em nhé. Mã trắng cho em 100.000 3 chiếc mã trắng này. Lấy trắng chốt trắng cho em. Trắng chị nào mà xem. Sẽ S68-70 thôi. Mỗi lần chuyển qua chuyển lại bụng mình ghê luôn. Mã trắng cho em trắng 100.000 ba chiếc, chị nào size S E68-70 E68-70 bao đầu cho em.
mã chim, chim của chị hoa hồng gai này, chim hoa hồng gai, cái con tay dài ấy hả chị, cái con tay dài 1m50k, 1m45, hơi dài ấy chị, nói chung là mấy con đó chị mặc hơi dài một tí xíu nhá, hơi dài một xíu chị ơi, không thì về cắt bớt như vậy, nói chung là hơi dài một xíu, hơi dài ấy chị ơi. Rồi chị nào thích ôm body này, thích ôm body cho em nhé, chị nào sẽ SM để mặc được, co giãn thoải mái cho em. Con này màu cực kỳ xinh cho em, đơn giản là đẹp chị này, mã 22 cho em nhé, mã 22 cho em, 100.000 ba chiếc mã 22. Ủa cái con trắng nó đẹp vậy mà không chị nào lấy à? Con trắng nó đẹp lắm mà luôn mà không chị nào lấy hả chị? Sao kỳ vậy? Người lấy chị con xanh, em chào chị Mai Vàng. Lấy chị con xanh này cho em, xanh này size màu, lấy xanh chất xanh, xanh cho em 100k 3 chiếc này. Lấy xanh chất xanh cho em nhé, xanh 100.000 ba chiếc. Chị nào size màu. Rồi lấy chị con lụa, lấy chị một mã lụa, lấy lụa chất lụa cho em. Lụa chị nào eo 78 đến 80, eo 80 mang vừa cho em, mã lụa cho em 100.000 ba chiếc lụa này. Lấy lụa chất lụa cho em nhé, lụa chị nào mà eo 80 size XL. Lụa eo 80 chị nào xã XL mang vừa cho em. Lấy chị con hoa nhí màu tím. Chị nào size M eo 74, eo 74 nhá, lấy mã tím cho em đi. Mã tím cho em 100k 3 chiếc. Lấy tím chất tím. Xanh, xanh chị Mai Vàng này. Ủa nó bị ẩn là trời. Rồi của chị Mai Vàng này. Xanh chị Mai Vàng em bỏ riêng góc này đi, bỏ riêng một góc đi. Xanh chị Mai Vàng, chị Mai Vàng ơi tranh thủ, em đang xả rẻ lắm chị, đồng giá có 100k 3 chiếc thôi, lụa chị Mai Vàng luôn, đang xả nhé chị ơi, nói chung là đang xả rất chi là rẻ. Rồi lấy chị con đỏ, hàng đuôi cá sẽ SM thôi, nhí của chị Mai Vàng. Rồi lấy mã đỏ cho em, đỏ là sẽ SM theo chị nhá. Rồi các chị này, người ta phải bán 80 đến 90 nghìn, em bán chỉ có 100 nghìn ba chiếc thôi chị ạ. Mã đỏ, lấy đỏ chất đỏ cho em. Đỏ chị nào size SM có độ co giãn. Mã đỏ, mã đỏ. Đỏ size nhỏ nhỏ, size SM cho em. Nhưng mà xinh nhá. Có độ co giãn cho em cực kỳ xinh. Rồi con này cũng co giãn này. Con này cũng size SM mang vừa, lấy hoa chất hoa. Mã hoa cho em 100 nghìn ba chiếc hoa. Này của chị Vân Tuyết này. Lấy hoa chất hoa cho em. Hoa hoa hoa, lấy hoa chất hoa cho em nhé, mã hoa cho em. Đỏ sau mất tiêu rồi chị Mai Vàng ơi. Rồi lấy chị con đen này, đen này chị nào thích all body cho em nhé, đen này co giãn thoải mái, SML các chị mặc được hết, nó là hàng all body. Lấy mã đen, đen cho em 100.000 ba chiếc mã đen này. Lấy đen chất đen cho em nhé, mã đen cho em 100k ba chiếc mã đen. Rồi lấy chị một con sọc, sọc này chị nào size nhỏ eo 68-70 cho em. Lấy sọc chất sọc, sọc hàng lỡ chị này. Sọc là hàng lỡ nhá, lấy sọc chất sọc cho em. Sọc 100.000 ba chiếc mã sọc. Lấy sọc chất sọc cho em. Sọc sọc sọc. Hoa của chị Mai Vàng. Hoa của chị Mai Vàng này. Đen của chị Mi Hoàng này. Rồi lấy sọc cho em. Sọc là chị nào mà size size S eo 68-70. Rồi con này chị nào cũng size nhỏ nhỏ, size SM mặc được nhá. Con này form ôm, lấy mã 337. Mã 337 cho em 100.000 ba chiếc. Lấy 337 cho 337. 337 cho em 100k ba chiếc cho em này. Rồi con này chị nào size SM có độ co giãn nhá. Con này nó là hàng ôm, các chị nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà, nhưng mà các chị size SM được mặc được. Rồi lấy mã 10. Lấy 10 chất 10 cho em nhá. Mã 10 cho em có độ co giãn chị này. Lấy 10 chất 10. Sọc của chị Mai Vàng. Mã 10 chị em biết là có ai ấy không, hay là có mỗi chị Mai Vàng đấy, tại vì nó ẩn. Hoa đen hết rồi chị ơi, em không thấy comment của chị luôn á, nó bị ẩn chị này. Rồi lấy chị một con lụa nhá. Lụa này chị nào size M eo 74. Lấy lụa chốt lụa cho em. Lụa 100.000 ba chiếc mã lụa này. Lụa cho em, lụa này là lụa hai lớp. Lấy lụa chốt lụa cho em nhá. Lụa 100.000 ba chiếc. Rồi lấy chị một con đầm. Con này size lớn, chị nào 60-65kg. Lấy mã to. Lấy to, chất to cho em. To nó hàng xương xương nhá.
con to này nó là hàng Samsung nha em. Lấy to chất to, chị nào lấy to chất to. Rồi con này chị nào cũng size lớn luôn này. Chị nào size XL mang vừa L80 mang vừa, lấy vàng chốt vàng, mã vàng cho em 100.000 ba chiếc mã vàng này. Vàng cho em 100k ba chiếc nhá, chị nào lấy vàng chốt vàng. Mã vàng cho em vàng 100.000 ba chiếc, chị nào size lớn. Chị nào L80 size XL. Rồi lấy chị một con hàng lớn này. Lấy chị một con lỡ nhá, lấy lỡ chất lỡ. Lỡ chị nào L76. Con này chị nào size L. Con này size L mang vừa cho em. Lấy mã 30. To chị Mai vàng. Lấy mã 30 cho em, 100.000 ba chiếc mã 30. Mã 30 cho em nhá, lấy 30 chất 30. Mã 30 cho em, chị nào size L, hàng lỡ tay lỡ cho em. Mã 30 cho em 100.000 ba chiếc mã 30 này. Mã 30 cho em 100k 3 chiếc. Rồi lên chị con lụa này xinh không? Lụa này chị nào size M L74. Lấy lụa chốt lụa cho em. Vàng của chị Mai vàng. Vàng chị Mai vàng 30 của chị Ni. 30 của chị Ni. Rồi lấy lụa cho em. 30 hết rồi chị Mai vàng thôi. 30 hết. Lấy lụa đi. Lụa này xinh này. Lụa cho em hàng lỡ nhá. Lụa chị Ni. Lụa chị Ni lấy luôn rồi. Hết lụa rồi các chị, hết lụa nhá. Rồi con này cho em. Chị nào L74 cho em. Con này chị nào L74 mang của. Lấy mã 50. Mã 50 L74 hết mà lụa rồi chị Mai vàng rồi. Rồi mã 50 cho em. Mã 50 cho em L74 chị nào size M. Con này có độ co giãn nhẹ. À không phải đâu. Mã 50 cho em 100.000 ba chiếc mã 50 nhá. Mã 50 cho em 100k ba chiếc chị nào size M. Rồi con này cũng size M này. Con này size M nhỏ nhá, nằm L70 đến 71 cho em. Trời ơi các chị này. Rồi lên mã 200. 200 cho em xinh cho chị ơi, hàng là hàng lỗ. 200 chứ 200. 200. Đây yếm đấy chị nào lấy yếm này. Yếm cho em nhá, yếm này xinh này. Có họ lưng cho em chị nào sẽ size M. 50 của chị Mai vàng, lấy yếm chốt yếm. 50 chị Mai vàng. Lấy yếm chốt yếm cho em, mã yếm. Yếm này chị nào sẽ SM cho em, yếm cho em 100.000 ba chiếc mã yếm này. Yếm 100k ba chiếc cho em nhá. Rồi con lụa này chị nào size lớn. Lụa này chị nào size to, chị nào size L L76, nó là hàng suông suông nhá. Nói chung là ML đều mặc được tại vì nó là hàng suông cho em. Nó là form suông. Lấy mạng 41. Mạng 41 cho em, nó là vải lụa chứ. Mạng 41 cho em, 100.000 ba chiếc mạng 41 này. Mạng 41 cho em, lấy 41 cho 41. Nó lấy chị con này xinh này. Chị Mai vàng lấy cái gì á? Lấy cái này hả? Chị Mai vàng lấy con này phải không? Rồi con này cho em. Chị nào L72. Chị nào L72 size M. Yếm của chị Mai vàng L72 size M cho em, mã 270. Mã 270 cho em nhá. Lụa hả? Rồi em lấy cho chị rồi. Mã 270 cho em. Có thấy chị, có thấy con 200k em không? Thấy hả? Chị Vân Tuyết lấy con 200. Chị Vân Tuyết. Nó bị ẩn chị ơi. Nó bị ẩn. Khổ ghê luôn. Rồi con này cho em, lấy mã 270 cho em nhé. Hàng lụa 2 lớp cho em. 270 cho em 100.000. 100k 3 chiếc mà 270. Rồi lên chị con này cho em. Hàng dài nhá. Con này chị nào size M L74. Mã 11 cho em 50.000 mã 11. Mã 11 50k chị nào size M thôi nhá. Size M cho em lấy 11 chốt 11. 11 50k mã 11 này. Mã 11 cho em 50.000 chị nào size M cho em. Lấy 11 chốt 11. 11 50 size M. Rồi con này chị nào cũng size M cho em này, hàng dài nhá. Mã 11 cần cái gì? Mã 315. Mã 315 cho em 50k mã 315, hàng dài tay dài cho em chị nào size M L74. Lấy mã 315 cho em 50.000 mã 315. 315 50k. Chị nào L74 cho em size M. Có không thấy chị à? Không chị ơi, nó không hiện, của chị nó không hiện. Chị Minh Minh mạng 41 là con nào rồi?
Mã 41. Chị ơi nó không, nó bị ẩn chị ơi, không thấy. Đen. Đen của chị Mai vàng. Em thấy mỗi chị Mai vàng nó nhảy lên à. Thấy có mỗi comment chị Mai vàng nó nhảy lên thôi chị ơi. Ok chị Mai vàng. Em bảo quái lạ sao mà có mỗi mình chị Mai vàng nó nhảy. Chị Phạm Lan, nãy giờ đặt quá chừng mà không thấy. Ủa vậy á chị? Em tưởng là chị vào cái chị đi ra, từ nãy giờ em không thấy chị luôn á chị ơi. Từ nãy giờ không thấy chị, em thấy mỗi chị Mai vàng nó nhảy không à? Thấy mỗi comment của chị Mai vàng nó nhảy lên. Rồi con này size M nhá, lấy xanh chốt xanh. Mã xanh cho em 100.000 ba chiếc xanh này. Lấy xanh chốt xanh cho em xanh 100k ba chiếc nhá. Mã xanh. Mã 41 á. Lấy xanh chốt xanh cho em. Mã xanh. Có nào mã 41 nó nằm đâu không biết nữa. Rồi lấy xanh chốt xanh cho em Phạm, chị Phạm Lan thì tội nghiệp với chị. Tôi nãy giờ comment có chồng không thấy hả? Chị Nga Phi không thấy chị ơi, em thấy đúng là thấy mỗi chị Mai vàng nó nhảy lên thôi chị. Chứ không phải là em không bán cho các chị đâu. Tại em không nhìn thấy. Em thấy mỗi chị Mai vàng nó nhảy. Rồi con này chị nào sẽ S6870. S6870 nhá, nó là vải lụa cho em chị ơi. Xanh chị Mai vàng này. Đó. Chị Mai vàng nó nhảy lên liền em thấy các chị đâu. Rồi lấy lụa chất lụa cho em, lụa 100.000 ba chiếc mã lụa này. Mã lụa cho em nhá. Lấy chị con này nó là hàng suông. Con suông size to chị nào 60 kg này. Con này chị nào size lớn cho em. Mã 99. Mã 99 cho em nhé. 100.000 mã 99 này. 100k 3 chiếc mã 99 cho em. Mã 99 chắc mã 99 cho em. Cho chị có hai mã. L30 và mã 41 em. Ôi vậy mấy con đó chắc có người lấy được chị. Có họ lấy được chị ơi. Giờ em không thấy ở cái đống này em thấy nó là không không còn rồi. Mã 99 size lớn nhá. Mã 99 chị nào size to 55 60 kg quay đầu. 55 này 60 kg mang vừa. 99 của chị Phạm Lan. 99 chị Phạm Lan này. Đấy là khổ thôi. Em sợ đi kỹ là. Đâu chị em để đâu rồi? Khổ ghê, nó bị ẩn đó chị ơi. Nó bị ẩn. Không thấy, khổ quá đi. Rồi con lụa này chị em, chị nào size M L74. Con này size M L74, bên này không biết có thấy nó không, lại mất luôn rồi. Bên trang 99 hết. Rồi mã lụa cho em, lụa L74 size M nhá. Mã lụa cho em 100.000 ba chiếc mã lụa này. Em cứ thoát ra vô lại biết mà nó có thấy đâu. Lụa chị nào sẽ size M, lấy lụa chất lụa cho em. Mã lụa. Lấy chị con hoa nhí này xinh chị này. Lấy chị một con hoa nhí nhá. Lụa của chị Ni này. Rồi con này chị nào size to L84. Mã 84 L84 cho em 100k 3 chiếc. Mã 84 L84 cho em nhá. Mã 84 L84 cho em này chị này, size lớn đây. Lụa hết mất rồi chị Mai vàng. Mã 84 L84 cho em 100.000 3 chiếc cho em. 100.000 ba chiếc mã 84 L84 cho em chị ơi. Mã 84 L84 cho em nhé. Rồi con này nó cũng là vải lụa chị này. Chị nào size L L76. Mã 76 L76 cho em, nó cũng là vải lụa nhé. Mã 76 L76 cho em. Mã 76 L76 cho em, nó cũng là vải lụa luôn các chị. Mã 76 L76. Lấy chị con này nó theo. Theo này chị nào size M. Theo size M nhé. Nhí chị Mai vàng này. Rồi con này chị nào lấy á, lấy mã xanh đi. Xanh cho em 100.000 ba xanh. 100k ba chiếc mã xanh cho em. Xanh 100.000 ba chiếc nhá. Rồi lấy chị một con màu đen này. Con đen này cho em. Các chị size S, M, size L cho em nhá. S, M, L đều mang được. Tại vì nó có độ co giãn. Nó có độ co giãn cho em. Lấy đen chất đen 76. Mã 76 L76.
76, L76 này. Chị Thu Hạnh. Chị Thu Hạnh này. Mã 84. Mã 84, L84 con nào mất tiêu rồi. Xanh. Xanh chị Mai Vàng, đen chị Mai Vàng. Xanh đen hết. Rồi con này hàng xuông. Con này chị nào size to nhá, chị nào 55-60kg lấy mã to đi. Lấy to chất to cho em, mã to cho em 100.000 ba chiếc này. Lấy to chất to nhá, mã to cho em 100.000 ba chiếc, lấy to chất to. Con này hàng dài chị ơi. Mã to cho em. Rồi lấy chị một con màu đỏ. Con đỏ này chị nào size L, lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 100.000 ba chiếc. Mã đỏ, mã đỏ. To chị Phạm Lan. Lấy đỏ chất đỏ cho em. Mã đỏ, mã đỏ. Đỏ chị nào size L nhá. Đỏ size L, lấy đỏ chất đỏ cho em. Mã đỏ, mã đỏ. Đỏ của chị Nga Phi. Đỏ chị Nga Phi đâu rồi? Nga Phan. Đỗ Hiền. Hiền Nguyễn. Chị Nga Phi chưa có đơn đúng không? Chị Nga Phi ơi, chưa có lên số cho em chị Nga Phi. Lấy lên số cho em nhé chị nhá. Chưa có đơn này lên số cho em chị này. Hết đỏ, hết đỏ. Rồi em thấy số chị luôn này. Rồi con này màu tím chị này. Con tím này là lụa hết to rồi chị Huỳnh Nhật ơi. Lấy chị một con lụa màu tím, lấy tím cho tím. Mã tím, mã tím nhá. Tím cho em chị nào size SM. Lấy tím cho tím cho em xinh chị ơi. Tím cho em 100.000 ba chiếc mã tím này. Tím 100k ba chiếc nhá. Lấy tím cho tím. Mã tím cho em. Tím của chị Mai Vàng này. Rồi các chị con này cho em. Chị nào L74, con này hàng xuông nhá. Con này phong xuông lấy mã đỏ, lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 100.000 ba chiếc mã đỏ này. Mã đỏ cho em 100k ba chiếc mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ cho em nhá. Đỏ chị Mai Vàng này. Rồi con này cho em. Chị nào L80 size XL, L80 nhá. Nó có màu vàng vàng chị này, em gọi là nó là màu vàng đi. Đỏ hết rồi, lấy mã vàng. Lấy vàng chốt vàng cho em, vàng 100.000 ba chiếc mã vàng. Lấy vàng chốt vàng nhá. Mã vàng cho em. À, không nhìn máy bên này hả? Có chị ơi, lo ẩn bên này chị nhanh quá đi. Lấy vàng chốt vàng cho em, mã vàng 100.000 ba chiếc mã vàng. Rồi con này chị nào size lớn này L84 cho em. Mã 84 L84 cho em nhá, 100.000 ba chiếc mã 84 L84 này. Mã 84 L84 cho em, lấy 84 chốt 84. Rồi con đỏ này chị nào size nhỏ. Cái này chị nào size S thôi nhá, L68 70 cho em. Mã 70 L70 đi. Mã 70 L70, cái này cho chị Mai Vàng này. Mã 70 L70 cho em nhá, 100.000 ba chiếc. Mã 70 L70 cho em. Mã 70 L70 mang vừa cho em chị ơi. Rồi lấy chị con này có độ co giãn chị này. Con này form ôm nhá, chị nào size SM lấy xanh chốt xanh. Mã xanh cho em sẽ SM có sẻ trước. 70 chị Mai Vàng. Rồi lấy xanh chất xanh cho em. Xanh là chị nào size nhỏ sẽ SM thôi. Có độ co giãn cho em nhé. Hàng này hàng co giãn. Chị nào sẽ SM mang vừa. Lấy xanh chất xanh cho em. Xanh xanh xanh. Rồi con này cho em này. Chị đặt L72-74 size M. 84 hết chị Hành Huyền Nhật ơi. Hết mất tiêu rồi. Rồi xanh của chị Mai Vàng. Con này chị nào L72 size SM cho em nhé. Mã 72 L72 đi. Mã 72 L72 cho em. Mã 72 L72 mang vừa cho em. Vàng. Vàng. Rồi vàng là chị Huỳnh Nhật này. Vàng này chị Huỳnh Nhật này. Ok chị này. Rồi con này chị em với chị này. Chị nào L74 nhé. Chị nào size M. Con này chị nào size M mang vừa cho em. Lấy mã 302.
Mã 302 cho em 100.000 ba chiếc mã 302. L74 chị nào size M. Lấy 302 chất 302. 302 chị nào size M L74 cho em. L74 mang mùa. Rồi ơi chị, con này L76 chị nào size L, L76 nhé. Con này màu nu cực kỳ xinh. Lấy mã 314. Lấy 314 chất 314. 302 của chị Mai Vàng. Mã 314 cho em 100.000 ba chiếc. Lấy 314 nhé. 314 chị nào size L L76. L76 mang mùa mạng 314. Mạng 314 cho em. Người lấy chị con vàng dáng dài. Con này chị nào L6870 cho em. Lấy dài chất dài nhé. Mã dài cho em 100.000 ba chiếc thôi chị ơi. Mã dài. Dài cho em 100k ba chiếc chị nào mà size à? Size S L6870. Rồi con này chị em này. Này nó hơi lạ lạ nhé. Form này hơi lạ một xíu. Chị nào SML mang vừa. SML mang vừa mạng 310. À cái gì? Mạng 3. 313. Này chị Mai Vàng này. Rồi mạng 313 cho em 100.000 ba chiếc luôn chị ơi. Kiểu hơi lạ một xíu. Nó tựa tựa như cái quần bên dưới chị. Nhưng mà nó không phải nhá. Mạng 313 cho em SML mang được. Có độ co giãn cho em. 313 cho em 100.000 ba chiếc. Rồi lấy chị con sọc. Lấy chị con sọc này. Lấy chị một mã sọc nhá. Lấy sọc chất sọc. Sọc là hàng caro. Hàng caro cho em chị ơi. Lấy caro chất caro. SML đều được. Hàng này hàng phong xuông. SML mang vừa. Lấy sọc chất sọc cho em. Sọc 100.000 ba chiếc mã sọc này. Sọc của chị Phạm Lan này. Sọc cho em nhá. Sọc hết sọc. Lấy chị một con hoa nhí. Con hoa nhí đấy chị em này. Các chị SML mang vừa. Lấy nhí nhá. Lấy nhí chất nhí cho em, nhí 100.000 ba chiếc mã nhí. Nhí 100k ba chiếc, lấy nhí chất nhí. Lấy nhí chất nhí cho em. Rồi em chốt cho chị rồi chị Phạm Lan ơi. Rồi lấy nhí chất nhí. Nhí này chị nào SML mang được, có hộ co giãn cho em. Mã nhí cho em 100.000 ba chiếc mã nhí. Nhí cho em nữa chị ơi. Nhí của chị Mai Vàng này. Rồi con này cho em này các chị này. Con này chị nào L70 size S thôi. Mã 70 L70 cho em, chị nào size S mang vừa cho em nhé. Mã 70 chị Vân Tuyết lại coi bên này hả? Chị Vân Tuyết coi này xem nó chị nhảy lên mới được không chị. Ủa sao kỳ vậy ta? Chị nào lấy mã 70 L70 cho em 100.000 ba chiếc. Mã 70 L70 cho em. Trời ơi bên này. Chị Trần Hương này. Mạng 310. 310. Ai gì? 313. 313 của chị gì đâu rồi? Chị Hương Trần. Chị Hương Trần ơi, chị có đơn bên em chưa? Chưa có lên số cho em rồi nhá. Chưa có lên số cho em chị Hương Trần. Các chị ơi, chốt đủ đơn thì em đi đơn nhé các chị nhé. Chốt đủ đơn cho em để em đi đơn. Bên này sao mà lúc ẩn lúc hiện vậy trời. Rồi mã 70. À, của chị Mai Vàng. Trời ơi, tức ghê luôn, cái chị nó không nổi. Rồi lấy chị con hai cái con này này. Hai con này nó là vải vải nhung chị nhá, nhưng mà nó size nhỏ. Hai con này vải nhung nhưng mà chị nó size nhỏ thôi. Chị ơi, sẽ cho em lấy nhung, rất nhung cho em. Mạ nhung hai chiếc cho em. 30.000 một chiếc thôi chị. Lấy nhung, rất nhung này. Mạ nhung cho em, chị nào sẽ thôi nhá. Hai chiếc y chang nhau chị ơi. Lấy nhung chất nhung, nhung 2 chiếc cho em. 30.000 một chiếc đó chị nhá. Nhung cho em 30.000 một chiếc thôi chị ơi. Lấy nhung chất nhung. Nhung chị nào size nhỏ nhỏ thì là size S mang vừa. Size S mang vừa cho em. Lấy nhung chất nhung cho em. Mạ nhung em có 2 chiếc chị nào. Lấy nhung chất nhung cho em. Tức ghê rồi mà các chị ơi, không phải bình thường đâu. Nó còn không chạy này.
Lấy nhung chất nhung nhé, mạ nhung cho em 100.000 ba chiếc mạ nhung. Chị Phạm Hải lấy nhung hả? Nhung size nhỏ lắm chị nhá. Chị Phạm Hải. Chị Phạm Hải đâu trời? Chị ơi lấy lên số cho em đi, em không thấy cái đơn chị, hay là nên là không có, chưa có đơn biết. Nhưng không thấy hay là chị chưa có đơn biết. Rồi con này có độ co giãn chị này. Dạ chị hết size L rồi còn toàn size nhỏ. Rồi con này chị nào SML nhé, con này có độ co giãn cho em. SML để mang được, lấy mã 301. Mã 301 cho em 100.000 ba chiếc mã 301. 301 cho em 100k 3 chiếc, hàng này hàng co giãn nhé. Các chị SML đều mặc được. Lấy 301 chốt 301. 301 cho em 100.000 3 chiếc mã 301. Rồi con này cũng size SM, lấy mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ cũng là size SM cho em. Đỏ cũng là SM nhé, lấy 301 chốt 301. Mã 301 cho em. Mã 301 chị nào cũng sẽ SM mang của 301 của chị Trầm Trầm Thanh Trầm. Chị ơi, chị ơi lên số cho em chị Trầm Thanh Trầm. Trầm Thanh Trầm lên số cho em chị ơi. Chốt đủ đơn để em đi đơn với chị nhá. Chốt đủ đơn để em đi đơn chị ơi. Chị khó chốt được 3 cái em đi đơn nhé chị nhá. Đổi khui kiện mới, nhận được hàng rồi. Rất nhanh, vậy á chị. Ủa chị nhận được rồi hả, nhanh vậy hả. 301 chị ơi lên số cho em. Nó bị ẩn hoài à các chị ơi. Con xanh bao trên xào size mấy? Con này á chị, size to lắm chị ơi. Size XL là L80 cho em chị. Con này L80. Size XL cho em chị ơi, size to. Con đó chị nào lên mã. Mã 244 cho em, 244 100.000 244 này. Rồi em thấy số của chị rồi. Mã 244 cho em 100k nhá. 100.000 mã 244. Chị nào mà size XL mang vừa L80. Rồi con này chị nào size to. Con này hàng suông, nó to lắm chị, năm các chị chỉ 55 thôi. Con này nó là hàng suông nhưng chị nào 55 kg quay đầu mang vừa, nó là hàng phong suông cho em chị ạ. Chị nào 55 kg đầu mang vừa cho em lấy mã 17. Mã 17 cho em nhé, 100.000 ba chiếc mã 17 này. Mã 17 chốt mã 17, mã 17 cho em 100k ba chiếc, chị nào mà size 55 kg. 244. 244 đâu? 244 trên 100.000. Chị Mai Vàng lại ẩn rồi. 244 trên 100.000. Thế con cái đẹp mà không lấy á chị Mai Vàng. Phong xuông này, phong xuông 17 này đẹp nữa chị này. Size to này, 55 kg đổi mang vừa cho em. Nó là hàng xuông chị, SML mang được, bầu bí bon trên được. Nói chung là cái hàng phong xuông rất chỉ là mặc, rất chỉ là dễ mặc nhá. Các chị size SM, size L và các chị bầu bì có thể bon cho em được đấy, cực kỳ dễ mặc đúng không chị ơi. Rồi con xanh này, xanh thì chị là L74 size M nhá, size M L74. Em nói các chị này, khóa nhá vẫn kéo bình thường, không làm sao hết, vẫn bình thường cho em chị ơi. Cái này bị bung chỉ, các chị về may lại giúp em nhé. Bị bung chỉ thôi chứ nó không phải bị rách đâu. Màu xanh rêu có hàng nút cho em, lấy xanh chốt xanh, xanh cho em 100.000 là xanh. Xanh 100k nhé, cực kỳ xinh luôn chị ơi. Xanh 100.000, chị nào mà sẽ L68 đến 70. À eo quần, eo của nó L74, size M, khổ quá. Size M L74, rồi con này là áo chị này. Áo chị nào L80 đến 82 nhé, có độ co giãn.
Mã áo cho em 100.000 ba chiếc mã áo. Lấy áo cho áo cho em, áo cho em này. Chị chốt con 17. Chị chốt con 17, con này hàng xuông á chị Vân Tuyết ơi, hàng xuông đấy nhá. Hàng xuông chứ không phải là, ủa em thấy chị lấy size nhỏ lắm mà sao này lấy size to vậy? Rồi ok chị. Không thấy chị ơi. Không thấy. Không nhìn thấy chứ không phải là. Áo của chị Thu Hạnh. Áo của chị Thu Hạnh này. Chị Thu Hạnh đủ đơn á. Các chị cứ chốt đủ đơn cho em. Rồi con trắng. Lấy chị con trắng. Xanh nó. Xanh nó ế hề. Có co giãn. Giảm giá. Gả cho chị. con xanh đó là gì nhỉ? Eo 74 á chị. Con nó đẹp lắm chị ơi. Cái vải của nó. Vải của nó rất chi là chắc chắn luôn. Rồi con này chị eo 72 chị lấy không? Chị lấy không chị đi hoàng để chị 80 thôi. Rồi con này mã trắng nhá. Trắng trắng hàng lỡ chị nào size M. Eo 70 72 hàng vừa. Lấy trắng chắc trắng. Mã trắng cho em 100.000 ba chiếc trắng nhá. Lấy trắng chốt trắng cho em. Mạ trắng, trắng của chị Mai Vàng. Rồi con này cho em chị này. Con này chị nào size M, E7274 cho em. SM mang vừa cho em nhé. SM mang vừa. Này lấy mạ đen đi. Đen cho em 100.000 ba chiếc mạ đen nhé. Đen cho em mặc lên cái form này cực kỳ là xinh luôn chị ơi. Form nó mặc lên form hơi xinh luôn. Rồi con này có độ co giãn cho chị này. SML cho em nhé. SML nó là màu ruốc. Màu ruốc cho em chị ơi. Cái này về các chị mặc lên form nó mới xinh. Còn mặc như này này. Còn để yên này không đẹp đâu chị. Để như này không xinh luôn nhá. SML mang được mã 39. Mã 39 cho em. Trắng 2. Rồi ok chị Mai Vàng. Mã 39 cho em. Mã 39 này 100.000 ba chiếc mã 39 SML để mặc được. Tại vì nó có độ co giãn. Rồi lấy chị con này nó là hàng xuông nhá. SML mang vừa. Lấy mã mèo. Lấy mèo chất mèo. Mèo có rộng. Có rộng. Ông để chị thấy hắn tội hứa. Eo của nó eo 72-74 với chị. Eo 72-74 chị ơi sẽ SM thôi, không phải là size L. Lấy mèo chất mèo nhá. Mã mèo cho em 100.000 ba chiếc mã mèo này. Mèo chị nào SML đều mặc được, nó là hàng form xuông. Lấy mèo chất mèo. Mèo cho em cực kỳ xinh. Đen hết, hết đen rồi các chị ơi. Lấy mèo chất mèo, mèo cho em, mèo cực kỳ xinh. Mạ mèo, rồi lên chị caro này. Lấy caro cho em. Caro cho em sẽ SM. Không, caro này sẽ thôi. Chị nào size nhỏ nhỏ sẽ thôi nhá. Lấy caro cho caro. Caro cho em 100.000 ba chiếc caro. Một cái con mèo này xinh mà không chị nào lấy mèo, không chị nào ưng mèo hết à. Không chị nào lấy mèo hết à các chị ơi. Rồi cho em con này, cổ ba giọt nước này. Sẽ SM. À, xem hai bên rộng có. Rồi đợi em một xíu. Rồi con này chị nào lấy mã 80. Mã 80 cho em nhé. 100.000 ba chiếc mã 80. Chị nào size M mang gọi E7274. Cổ có cổ 3 giọt nước cho em cực kỳ xinh luôn chị. Cổ cho em 3 giọt nước. Thôi không được đâu chị My ơi. Này nó chỉ gỡ được chiếc eo thôi. Chứ còn hai bên hông này nó không gỡ được đâu. Chỉ có hai đường chiếc eo đằng trước, hai đường chiếc eo đằng sau thôi. Thế còn hai bên hông này là bó tay đó. Hai bên hông là nó vừa thôi chị ơi, không tháo được nữa đâu. Rồi chị nào lên mã 80 cho em nhé. Mã 80 chị nào mà size Mã 80 chị nào là size cái gì? Chị Phạm Hải. 80 chị Phạm Hải này. Chị Thu Hạnh. Có chị Phạm Hải chưa có đơn à? Chị Phạm Hải ơi chưa có đơn đúng không? Lên số cho em chị. Lên số cho em nhé chị ơi. Chị các chị ơi lấy lên số cho em nào. Trời ơi. Chị Phạm Hải sao mà nghe quen quen ta. Chị ơi lên lại số cho em đi.
Vân Tuyết lấy caro. Con nó đẹp mà không chỉ là ưng. Chán thật đấy chứ. Chán thật đấy chứ các chị. Chán lắm luôn. Con Nhung 47kg có vừa không hả? Nhung 47kg vừa không á? 47kg nhưng mà quan trọng là cái phần eo của chị nó to lắm không chị? Cái eo của chị nó to không? Tại vì con đó eo nhỏ anh chị nhá. Con đó là eo nhỏ cho em chị ơi. 47kg bây giờ em không nói. Rồi chị em không thể nói số ký được. Tại vì có nhiều chị, có nhiều chị 47kg nhưng mà vòng eo rất chi là to thì lại không vừa. Còn chị nào mà như có nhiều chị tới 50-52kg chẳng hạn, nhưng mà eo của chị có 6 mấy thôi. Nên là em không dám đảm bảo đâu chị ơi. Quan trọng cái vòng eo của mình nữa cơ. Quan trọng vòng eo của mình nữa cơ. Rồi con này chị em này. Trời ơi. Một con đầm cho em nhá. Lấy mã đỏ. Đỏ cho em SML mang vừa. Lấy đỏ chất đỏ này. Mã đỏ cho em SML đều mang được. Chị Nga Phi, chị chốt mãi chả được. Chị Nga Phi lấy cái gì á? Có chị. Có phải á chị? Rồi con này chị lấy mã đỏ. Em chị 68. Em chị 68 hả? Chị Nga Phi, đây chị Nga Phi. Chị Nga Phi có đơn chưa? À đây chị Nga Phi đây. Ủa chị có đơn rồi mà. Rồi hai chiếc rồi, thêm chiếc nữa là đủ đơn thôi. Thêm chiếc nữa là đủ đơn thôi chị. Lại không thấy tôi rồi. Lại không thấy rồi chị ơi, khổ lắm. Lúc thấy lúc không. Chán lắm chị ơi. Rồi con này bị hư khóa chị nhá, nhưng mà nó còn đẹp lắm. Cái khóa nó hơi cứng một tí. Vé chị sửa lại cho em này. Một con hàng lỡ. Rồi con này em tặng đi. Tặng nhá. Tặng cho lẹ đi, mệt quá, bán chị cho mệt. Mà tặng bị hư khóa chị ơi, nó còn đẹp nhá chị nhá. Nó không làm sao hết. Về các chị thay khóa và lắp chị mặc được. Thay khóa chừng 20-30 nghìn chứ mấy. Là có cái áo đẹp mặc rồi. Là có cái áo đẹp mặc rồi các chị ơi. Rồi tặng chị Minh Minh này. Chị Minh Minh đâu rồi? Ok chị Minh Minh. Hết tặng rồi, tí em lại tặng cho. Tí em có em lại tặng cho các chị. Tí em có em lại tặng nha chị ơi. Rồi đấy chị, con này có độ co giãn đấy chị này. Hàng này hàng co giãn cho em nhá. SML đều mặc được. SML đều mặc được cho em. Một con hoa đào cực kỳ xinh. Chị nào lấy mã 18. Mã 18 cho em SML mang được. Lấy 18 chốt 18. Em không biết là bên kia nó có nhìn thấy hay nó ẩn hay là nó sao. Nó giờ không thấy này. Lấy 18 chốt 18 cho em. Mã 18 em phát em lại. Em vào bên kia thử. Lấy 18 chốt 18 cho em nhé. Bên này quá trời bình luận luôn này. Lấy 18 chốt 18. Mã 18 cho em 100.000 ạ. 100k 3 chiếc mã 18 cho em nhé. Mã 18 cho em. Chị nào mà size SML mang được. Có độ co giãn cho em. Em cứ phải thoát ra vô lại. Khổ ghê gớm. Mà phát ra vô lại một phát nó đâu có được đâu. Nít nó mới nổi lên cho này. Em xem bên nhiều bình luận. Không phải đâu chị. Có nhiều chị làm sao á. Nó nhảy một phát một luôn á. Có nhiều chị em không nhìn thấy luôn ấy. Không phải là em nhìn bên nọ nhìn bên kia đâu. Tại vì bây giờ hôm nay là một cái điện thoại của em á, còn là con bé nó cầm đi học. Nên là em không có điện thoại trước đó, em phải thoát ra vô lại. Mà bây giờ em thấy là một, em nói chị các chị Mai Vàng á. Em không hiểu sao chị Mai Vàng chị nhảy một cái một à. Rất chỉ là nhanh, rất chỉ là dễ luôn. Rồi con này chị nào size XL mang vừa này, màu vàng cho em chị ơi. Màu vàng nhá, màu vàng nhẹ. Chị nào size XL, size lớn, này theo cho em. Mã vàng, vàng cho em 100.000 ba chiếc mã vàng này. Vàng cho em 100k ba chiếc, chị nào size to. Chị Toàn thấy chị á. Chị Toàn thấy chị là sao? Lấy vàng chốt vàng. Vàng là chị nào size lớn nhá. Vàng chị nào size to, size XL mang vừa.
Vàng chị Nga Phi này. Không phải là. Rồi ok chị. Em có thể thoát ra vào lại mới được, khổ lắm. Đâu phải cứ bên hệ bán hàng đâu phải cứ thích là bán được đâu các chị. Nó ẩn lắm các chị ơi. Người ta mấy cái shop lớn á, họ chốt đơn bằng hệ thống á, mà nó còn ẩn quá trời ẩn nữa, lại hỗn chưa là em chốt bằng tay đây mà nó còn chốt bằng tay mà còn đang đau hết cả đầu đây. Còn bên kia họ chốt bằng máy á, có máy nó chốt đâm là mà họ còn đang than trời than đất lên đây. Hỗn chi là em. Rồi con này chị nào size M, size L L76, size L nhé chị ơi, size L76 mang vừa lấy mã 08, mã 08 cho em, 100.000 ba chiếc mã 08, mã 08 này không bán cho em. Lên mấy con để bên kia, lên mấy con đỏ, mấy con đỏ em lên rồi chị, size S M thôi, em có lên mấy lần rồi mà, size S M thôi chị. Con nói chị là size nhỏ nhỏ. Rồi con này phong xuông chị này, cái này nó vải nó hơi mỏng một tí xíu nhá. Nó hàng phong xuông chỉ là 55-60kg, 55 cho đến 60kg mang vừa. Con này chỉ là lấy mã 224, mã 224 cho em 100.000, mã 3 chiếc mã 224, 224 cho em 08 của chị Nga Phi. Ủa chị Nga Phi, chị size L chị cũng chốt, XL cũng chốt vậy. Mặc được cả 2 size à chị? 2 size đều mặc được hết à? 244 chị Minh Minh ở đây ra. À rồi ok chị, tại vì em thấy chị chốt cả 2-3 size á, em sợ nhiều khi các chị nghe nhầm á chị ơi, tại vì có nhiều chị hay nghe nhầm lắm, tại vì khi trên line em like size gì em nói size đó, mà đến khi các chị nhận hàng á, trời ơi chị, cái này chị không mặc vừa đâu em ơi. Ở trên live rõ ràng em live sai như vậy rồi mà các chị cứ nói không mặc vừa là sao, mệt ghê luôn. Rồi con này chị nào sẽ SM, SM mang vừa con này màu tím đi, lấy mã tím nhá. Tím cho em 100.000 ba chiếc mã tím, mã tím cho em 100k ba chiếc. Tím tím chị nào sẽ SM. Đỏ hả? Ok, lấy đỏ thì lên đỏ. Đỏ này size nhỏ chị. Đỏ này eo 70, 71, 72 thì hơi chật nhá. 70, 71 quay đầu, hàng dài. Mã đỏ cho em. Đỏ 50. Đỏ cho em 50.000 hàng sắt nách chị. Hàng sắt nách cho em nhá. Lấy đỏ chất đỏ. Đỏ cho em eo 70, 71, 72 thì hơi chật một tí xíu. 70, 71 quay đầu. Lấy đỏ chất đỏ cho em. Rồi con này eo 68, 70 này chị này. Eo 68, 70 CS đây. L6870 mang vừa, lấy mã 55. Mã 55 cho em 50.000. Mã 55, 50. Rồi con này của chị Vân Tuyết này. Bán cái gì nhỉ? Bán này chẳng mấy mà sập nhà đâu các chị. Đùa chứ thật chứ. Bán này chỉ bị ra đường mà ở thôi. Bán cái kiểu này ra đường mà ở thôi các chị ơi. Đỏ 50, ok chị. Vậy là lấy 2 con à chị? 2 chiếc luôn phải không? Chị ơi lấy con này không? Con này không chị? Mã 55 này. Mã 55 nhá, con này là mã 55 cho em. Rồi, hai con đỏ lại. Hai con đỏ cho em chị ơi, mã 55. Mã 55 là mã 55. Đây con này hư khóa này, tặng luôn chị này. Một con sắt nách thôi, ok chị. Con này hàng đầm, size lớn nhá. Chị nào size to em tặng này. Tặng chị nào size to. Nó cũng bị hư khóa thôi chị ơi. Bị hư khóa thôi, tặng nhá. Nó là form đầm, size lớn, chị nào size lớn thì lấy nhá chị ơi. Chị nào size to thì lấy nhá. Cho chị nào size lớn đi các chị.
Đỏ sắt nách hết, đỏ sắt nách chị kia lấy rồi. Đỏ sắt nách chị kia lấy rồi. Thế em còn một con nữa thì phải. Không, con này. Con này nó bị hư rồi. Con này bị lỗi rồi. Lên tiếp mấy con đỏ. Rồi đợi em một xíu chị ơi. Em chị Nga Phi. Chị Nga Phi lấy được tặng chưa? Lấy chị nào được tặng rồi? Chị Nga Phi hả? Chị nào được tặng rồi thôi nhá, tặng chị nào chưa tặng nhá. Rồi tặng chị Nga Phi size lớn. Chưa hả? Ok chị. Rồi lên lại lên hàng ngắn đó chị nhá. Em lên xem kệ nhá. Chị hàng ngắn, chị hàng dài chị ơi. Lên mỗi chị một kiểu. Rồi con này chị nào size L này. Nói chung S mà L mang vừa, nói hàng form suông nhá. Lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ một con đỏ tươi cực kỳ xinh. Lên chỉ con đỏ theo hồng. Luôn em. Lên chị. Lấy luôn đi chị Vân Tuyết. Lấy luôn đi chị. Bữa mặc con này lên đẹp lắm chị. Lấy luôn đi. Sao S eo 6870 á. Eo 6870 cho em chị ơi. Đỏ chị Minh Minh. Chị Minh Minh. Rồi chị Vân Tuyết. Lấy luôn không? Mã 239. 50.000, 239 50k. Xinh nhá. Con này mặc lên cái màu hơi bị sáng ra luôn chị. Hơi bị sáng ra luôn chị ơi. 239, 239. Lấy 239 luôn chị. Tay dài. Rồi đây con này hàng dở, hàng lỡ này, tay lỡ này. Hàng lỡ tay lỡ nhá. Chị nào size M. Size M L74 mã 237. Mã 237 chép L74 chị nào size M chị ơi, xinh lắm luôn. Mã 237 L74 chị nào size M mang vừa. Lấy 237 chốt 237. 237 nhá, 100.000 ba chiếc mã 237. 237 cho em 100k ba chiếc chị nào mà size size M L74. Rồi con này cũng size S size M chị này. Lấy mã 46. Hàng lỗ, mã 46 cho em nhá. Chị nào L72, size S size M mà được. Mã 46 cho em. Mã 46 chị nào size M L72. L72 size M. Đây này, sắt nách này chị nào lấy sắt nách nữa này. Sắt nách hàng gấm cho em. Đi xem con này nó là size gì nào. Rồi con này chị nào size lớn rồi. Nó nằm giữa S và M nhá. A diện nằm giữa M và L. Nằm giữa M và L cho em L74 đến 75. L74 75 cho em con này. Lấy mã 229. 229 không phải sắt nách đâu chị ơi, có tay. Mã 229 50.000 mã 229. 229 50k chị nào nằm giữa. Nằm giữa M và L chị nhá. Nằm giữa M và L không lấy con đó à chị Minh Minh ai chị ấy. Chị Phạm Hải. Mã 46 chị Phạm Hải. 46 chị Phạm Hải. Ủa chị ấy khi nãy chị đâu rồi nhỉ? Không có chị đây nhỉ? Chị Hương Trần này. Nên khi này con này em lên lại con này nhá. Chị có con chị đi ra rồi phải. Có một chiếc thì như đi ra thì phải này. Lên lại chị con này đi. Mã 31. Mã 313 SML mang được. Mã 313 cho em SML mang được cho em. Mã 313. Mã 313 cho em. 313 cho em nhá. SML mang vừa. 313 chị Nguyễn Tư này. Chị Nguyễn Tư này. Mấy chị kia chị lấy và chị có con chị đi ra mất tiêu luôn. Em xả luôn chị. Chị Nguyễn Tư.
con đi ra em xả cho rồi. Rồi lấy chị con này cho em. Này hàng xuông xuông nhất nó là form chị A. Chị nào sẽ SM để mang được lấy hoa chất hoa cho em. Mã hoa. Hoa cho em 100.000 ba chiếc mã hoa này. Hoa 100k ba chiếc nhá. Chị nào L72 L4. Ờ nó là size SM. Rồi lấy chị con này là áo đi chị này. Lấy chị một mã áo. Mã áo cho em nhá. Áo chị nào size L, XL tại vì nó có độ co giãn cho em. Áo size L XL mang vừa. Mã áo cho em 100.000 ba chiếc mã áo này. Áo 100k ba chiếc nhá. Lấy áo chất áo cho em, áo là chị nào size L XL tại vì nó có độ co giãn cho em. Một con áo màu cực kỳ xinh. Lấy áo chất áo, bề áo chất áo cho em. Áo chị nào size L và XL. Rồi con này cũng size to này, chị nào L80 mã 80 L80 cho em 100.000 ba chiếc. Mã 80 L80 cho em. Mã 80 L80 nhá. Này chị Nga Phi này. Mã 80 L80 cho em 100k ba chiếc nhá các chị ạ. Mã 80 L80 chị nào size lớn. L80 sẽ XL cho em. Lấy chị con này còn nguyên tem chị này. Mã tem có hàng nút chị nhá. Tem hàng nút chị nào size to. Chị nào sẽ XL mang bộ L80 mã tem cho em. Mã tem 100.000 ba chiếc. Chị Thu Hạnh. A con từ từ xin lỗi. Này chị Nga Phi. Rồi lấy tem chất tem. Tem chị nào size lớn này. Rồi lấy chị con này có độ co giãn, chị nào size nhỏ thôi, size SM nhá. Size SM mang vừa có độ co giãn cho em, SM mang vừa. Lấy mã 118. Mã 118 cho em 100.000 ba chiếc mã 118 này. 118 cho em chị nào size nhỏ nhá. Size SM thôi có độ co giãn cho em. SM mang vừa. Tem trời ơi. Tem hết rồi chị ơi, hết tem rồi. Chị con đỏ theo hồng. Chị chốt tem mà em. Khổ. Nó không thấy. Rồi mã. Mã 118. 118 chị nào size nhỏ. Chị nào mà size. Chị nào mà size S nhá. SM cho em có độ co giãn cho em. Size SM. Mã tem cho em. Tem. Tem là size SM thôi chị ơi. Tem cho ai á? Tem cho chị hả? Tem size nhỏ nha chị nhá. Tem này là size nhỏ chị Nga Phi ơi. Size nhỏ cho em. À quên. Con tem là của chị. Khổ ghê luôn. Con tem là của chị. Con này là mã 3118. Con tem của chị ơi chị ơi. Rồi con màu vàng. Họa tiết hình. Họa tiết lông công chị này. Họa tiết lông công nhá. Chị nào size to L80 cho em. Lấy mã vàng. Lấy vàng chốt vàng cho em. Vàng chị nào size lớn đây. L80 mang vừa. Chị nào size XL mang vừa. Lấy vàng chốt vàng cho em. Vàng chị nào mà size to cho em nhé. Mã vàng L80 chị nào size XL. Có thấy chị không hả? Rồi mới thấy chị Minh Minh nhá. Chị Minh Minh lấy con vàng này em. Chị Minh Minh lấy vàng chị Minh Minh. Trời ơi khổ thế nhở. Nó cứ lúc ẩn lúc hiện thế này. Rồi mã vàng. Vàng chị nào size lớn này L80 cho em. Ok chị Minh Minh. Rồi một con dáng dài này các chị này. Rồi size to tiếp nhá. Size to dáng dài cho em cái chỗ size lớn dáng dài này. L90, mã 90 L90 cho em. Mã 90 L90 cho em, dáng dài chị ơi.
Nói chung là dài đến gần gót chân của em. Mã 90 eo 90 cho em chị. Mã 90 eo 90 chị nhá. Mã 90 eo 90 cho em. Các chị ơi tương tác bài lên cho em cho khỏi ẩn đi các chị. Mã 90 eo 90 chị nào size to. Chị Nguyễn Phi cho xem Excel xem dáng dài eo 78 á. Dáng dài eo 78, eo 80 được không chị? À đây eo 78 đấy. Em còn đúng một con này đấy chị. Mã 34. Này hàng lỡ chị ơi không phải dài đâu. Hàng lỡ chị. Hết hàng dài rồi. Này qua đầu gối cho em nhé. Mã 34 cho em. Chị là eo 78. Size size L lớn. Size L lớn cho em. Con đó 80.000. 80k chị ơi. Nó không được nó không được dài đâu, nó chỉ lỡ thôi. Rồi con này mã 90 eo 90 cho em. Mã 90 eo 90 nhá, chị nào mà size to với chị này. Lên có chị con xanh này. Xanh này chị nào size nhỏ, chị nào size S thôi. Size S mang mua nhá, một con màu xanh chị nào size nhỏ. Size S eo 68 70 cho em, lấy xanh chất xanh. Mã xanh cho em 100.000 ba chiếc xanh này. Lấy xanh chất xanh nha em. Xanh nhỏ, xanh nhỏ. Lấy xanh chất xanh. Xanh chị nào xanh nhỏ, chị nào mà xanh á. Chị gì nhỉ? Chị nào mà xanh ép cho em. Lấy xanh chất xanh nha em nhé. Xanh 100.000 ba chiếc mà xanh. Khổ quá. Rồi con này này, chị ơi cái vải của nó là như vậy nhá, chứ không phải nó bị sao đâu. Cái kiểu vải của nó là như thế, hàng cách tân. Chị là eo 80 đến 82. Một con cách tân màu đen cho em. Lấy mạ đen. Đen cho em 100.000 ba chiếc luôn chị ơi. Lấy đen chất đen cho em, đen 100k ba chiếc nhá. Mạ đen hàng cách tân cho em. Lấy đen chất đen, đen chị nào mà size to. Lấy chị một con màu vàng này. Con vàng này nó là phong đậm. Một con vàng cho em nhé. Lấy vàng chốt vàng. Vàng chị nào size S, size M. Eo 74 đến 75. Eo 74, 75 nhé. Chị nào eo 76 thì chật. Mã vàng cho em nó có hai nút hai bên chị ạ. Vàng cho em 100.000 ba chiếc mã vàng. Chị nào eo 74, 75 thôi. 76 thì hơi chật cho em. Đen chị Nguyễn Minh. Chị Minh chứ, rồi mã vàng. Vàng chị nào mà size S, size M. À cái gì? Vàng nằm giữa M và L. Vàng nằm giữa M và L cho em nhá. Lấy vàng, chốt vàng. Rồi lấy chị con này cho em này. Nó là màu hồng cam. Màu hồng cam chị nào size M. Size M lớn nhá, eo 74, 75 cho em. Lấy mã 526. Mã 526 nằm giữa M và L. 526 cho em 100.000 ba chiếc. Mã 526 này. Mã 526 cho em. 526 100k ba chiếc. Tức ghê luôn các chị. Nó không lên được. Không nhìn thấy được. Mã 526 cho em nhé. Lấy 526 chiếc 526. 526 100.000 ba chiếc chị này. Chị nào mà sai à? Nằm giữa M và L. Lên con đỏ phối theo hồng chị xem. Lên con đỏ phối theo hồng. Quá hình như là cầm chị comment từ nãy sao nhé chị Vân Tuyết đúng không? Chị Vân Tuyết. Lên con đỏ phối hồng. Đây á chị. Đỏ phối hồng là con này hả? Size to chị ơi, sắt nách. Size lớn hơn xíu rồi. Chị nào size M cơ. Con này size M nhá. Cái phần cổ này nó bị lỗi chị này. Ê, nó ngủ dậy đấy. Nay ngủ quá. Nay gớm vậy.
Cái gì nhỉ? Cái này bị bung ra về mà các chị không sửa được á, các chị tháo luôn. Nói chung là tháo luôn nhá. Tháo luôn cái viền trên cổ. Chị nào size M L74 lấy mã đỏ. Đỏ cho em 100.000 ba chiếc luôn. Đỏ 100k ba chiếc, chị nào L74 size SM. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 100.000 ba chiếc cho em này. Lấy đỏ chất đỏ. Ôi dồi ôi, sao mà chán đời thế. Lấy đỏ chất đỏ cho em. Mã đỏ, 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 đỏ. Nó không vào các chị ơi, chứ không vậy là... Rồi lấy chị con đen này. Lấy chị một con đen nhá, đen thì chị nào size nhỏ, size S L68-70. L68-70 quay đầu cho em, lấy đen chất đen. Mạ đen cho em 100.000 ba chiếc mạ đen nhá. Mạ đen cho em 100k ba chiếc, chị nào mà size nhỏ nhỏ. Size SM, rồi lấy chị một con màu xanh này. Xanh này chị nào size S. Xanh này chị nào size S thôi, L68-70 mang vừa cho em. Còn xanh chất xanh, mã xanh cho em, xanh size nhỏ nhá. Xanh chị nào size L68-70. Chị nào size hơi nhỏ nhỏ một tí cho em. Rồi con này cổ có lông của chị này. Con này chị nào L74-75. L74-75 mang vừa lấy mã 223. 223 L74-75 quay đầu. Lấy 223 chất 223. 223 L74-75 nhá. 100.000 ba chiếc các chị ơi. Lấy 223 chất 223. Mình nó không nhảy lên điên thật đấy chứ. Mã 223. Em lên hết mấy con đỏ đi. Mã 223 cho em, 223 chị nào size nhỏ nhỏ. 223 cho em. 223 chị nào mà size nằm giữa M và L. Này size nhỏ chị nào L68-70 cho em. L68-70 mang vừa đây size nhỏ đấy chị. Lấy mã 37. Mã 37 cho em, 50.000 mã 37, 37 50, xoay nhỏ đi chỗ. Lấy 37 chốt 37. Mã 37 cho em thì nó xoay nhỏ nhỏ đó. Lấy 37 chốt 37. Tay dài không hả chị? Con này cũng tay dài này. Mã 321. 321 nhá, 321 này là SM mặc được. 321 là SM mặc được cho em. Lấy 321 chất 321. 321 SM mặc được. Này chị Phạm Hải. Cái này chị nào có con em bỏ ra này cái chị này. Rồi SML cho em nhé. SML mang vừa mạng 301. Mạng 301 cho em. Lấy 301 chút 301. 301 SML cho em chị. Mạng 301 cho em SML. Hỏi hàng co giãn chị nhé. Lấy 301 chút 301. Mạng 301 cho em SML mang được. Rồi con này màu xanh, L68-70 chị ơi. L68-70 mang vừa, lấy xanh chất xanh. Xanh cho em 50.000 mã xanh, xanh 50. 301 và chị My. Lấy 301 cho em. 301 chị nào xanh nhỏ nhỏ. À quên, 301 hết. Mã xanh chứ, nguyên liệu. Xanh. Xanh của chị Vân Tuyết.
con này cho em tay dài này. Một con tay dài tiếp các chị ơi. Cái này ở bên trong các chị có cầu vai, chị thích các chị tháo ra nhá. Mẹ không thích chị tháo ra cho em. Giá 70-71. Giá 70-71 mang vừa, mã 38. Họa tiết cực kỳ xinh luôn. Lấy mã 38 cho em. 38 50.000 mã 38, 38 50. Mã 38 cho em 50k, chị nào mặc eo 70-71 nhá. 72 thì hơi chật. 70-71 cho em. Rồi con này có tay đấy chị này. Con này có tay cho em. Chị nào size size S, eo số 8-70 thôi. Eo số 8-70 mang vừa. Eo số 8-70 mang vừa cho em với mã 64. Mã 64 50.000. Mã 38 của chị Vân Tuyết này. Mã 64 cho em. Lấy mã mã 68 chứ, mã 68. Mã 64 cho em lộn. Mã 64 cho em. 64 cho em 50.000 mã 64 nhé. 64 cho em 50.000. Lấy 64 chốt 64, 64 50. Chị nào mà sai à? Cái con này lên form xinh lắm chị Vân Tuyết. Lên form cực kỳ xinh. Cái kiểu của nó cực kỳ xinh mà cho chị xem này. Đẹp lắm chị. Cái kiểu nó mặc lên đẹp lắm. Hơi bị lạ nha. Theo số 8-70 phải chưa? Đẹp lắm luôn chị, lấy con này đi. Lấy mạng 46. Mạng 46 cho em 50.000 mạng 46 này. 46 50. Mạng lên đẹp không chị? Lấy 46 cho 46. 46 cho em 50.000. Chị nào mà size nhỏ nhỏ cho em nhé. Nghe số 8-70 đó chị. Size nhỏ á. Lấy luôn đó chị ơi. Lấy luôn con này đi. Mạng 46 cho em. Mạng 46. Lấy 46 cho 46. Rồi size nhỏ luôn này, chị Vân Tuyết này. Mã 330. 330 cho em 50.000 mã 330. 50k mã 330 size nhỏ, toàn size của chị đó. Toàn là size của chị không nhá. Toàn là size chị không, chị ơi, size nhỏ nhỏ không à. Rồi lên tiếp con này nữa. Mã 255. 255 này chị này, có hàng nút nhá. 255 cho em 50.000 mã 255. 255 50k, chị là size nhỏ đây. Chị Vân Tuyết có lấy con này không? Đằng trước đằng sau đều có họa tiết cho em. Đằng trước đằng sau đều có họa tiết cho em hết các chị. À sắt nách này. Sắt nách con này nó hơi sexy một tí xíu. Đây size nhỏ luôn, chị nào sẽ ép mã 310 cho em size nhỏ nhỏ. Lấy 310 cho 310. Không phải đâu. Đẹp quá chị. Con nó đẹp á. Không phải giống áo cưới đâu. Rồi cái này ở phần cổ nó bị dơ nhá. Con này phần cổ bị dơ lấy mã 01. 01 chị là size màu. Con này chị là eo 74 cơ. Ở phần cổ bị dơ một tí xíu. Lấy mã 301 cho em. Đằng trước đằng sau nó đều có họa tiết. Mã 301 eo 74. Con này chị là size màu rồi. Lấy mã 301 cho em. Theo 74 bắt đầu. Cái con sắt nách đó đẹp mà chị không lấy à? Con sắt nách đó xinh mà không lấy à chị? Đây, con này tay ngắn. Con này chị nào size M rồi, M lớn rồi, eo 74-75 rồi. Con này eo 74-75 nhá, lên mã 15. Mã 15 eo 74-75 bắt đầu. Mã 15 eo 74-75 cho em. Eo 74-75, nó nằm giữa M và L. 301. 301. Con này size nhỏ chị Phạm Hải ơi. 301 size S đó chị. Size S thôi nhá, eo 68-70 thôi, size nhỏ nhỏ thôi. À. Chị Phạm Hải ơi, size nhỏ chị Phạm Hải nhá. Hàng sắt nách cho em cực kỳ xinh.
Bên đó con này men hàng ngàn đó các chị này. Đây con này cũng size nhỏ. Con này họ tiết ngôi sao. Con này chỉ là tận L66 thôi. Con này L66 quay đầu thôi nhá. Họ tiết hình ngôi sao cho em chị này. Họ tiết ngôi sao cho em. Lên mạng 44. Mạng 44 cho em 50.000 mạng 44. Mạng 44 năm luôn. Chỉ làm L66 thôi. Con này chỉ là size nhỏ. Nói chung là size hơi nhỏ một xíu. Bé siêu siêu ạ. Bé siêu 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 siêu. Con này đẹp quá các chị ơi. Mà nó phần đằng sau nó bị bẩn nhá. Phần đằng sau nó bị dơ này. Phần đằng sau bị dơ. Con này size nhỏ lắm các chị. Nó bé lắm luôn đấy. Nên mong muốn đưa dùm chị hả? Rồi con này chị là L65. Con này L65 cho các chị ơi. Bé xíu 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 cho em nhá. L64 đến 65 mang vừa. Mà nó ghi là size L này. Mà nó gắn vào đây là size L mới điêu chứ. Eo có 64 đến 65 mà nó gắn là size L luôn. Rồi mà vàng. Bị do các chị nhá. Trên này vé các chị đặt cho em. Vàng cho em 50.000. Vàng 50. À, lấy vàng chốt vàng. Mong không vừa đâu chị ơi. Mong 80 đến 82 thôi. Mong 80 82 thôi chị. Nhỏ mất tiêu rồi. 80 đến 82 chị ơi. Mong hơi nhỏ. Mong hơi nhỏ cho em chị ơi. Rồi lên hàng ngắn nữa chị nhá. Lên hàng ngắn đi. Rồi con này chị nào sẽ xem. Con này sẽ thôi L68-70 cho em. L68-70 mang vừa mã 70-L70. Mã 70-L70 cho em nhé. 100.000 ba chiếc mã 70-L70 chị. Có thấy chị không em? Giờ mới lại thấy đây chị. Bây giờ mới lại thấy đấy chị ơi. Lên khổ. Rồi mã 70-L70 chị nào size nhỏ. L68-70 rồi nhá. Bình luận nó không nhảy là sao. Rồi con này chị em. Lấy 44 cho chị vì thích quá hả? Rồi ok chị. Em phải công nhận cái họa tiết của nó đẹp. Cái kiểu cũng đẹp nữa nhá. Mấy cái form mà kiểu như này này. Cực kỳ xinh luôn. Còn 50.000 một chiếc. Bằng một tô phở đặc biệt cho các chị. Bằng một tô phở đặc biệt cho các chị ơi. Chưa đủ cái tiền vải luôn đó chị. Chưa đủ cái tiền vải luôn đó các chị ơi. Rồi chị nào thích body nữa không? Chị nào thích all body nữa không này? Size L nhá. Con này size L có độ co giãn cho em. Lấy mạ đen. Mạ đen cho em. Đen cho em 100.000 bốn chiếc cho em. Đen chị nào size L có độ co giãn cho em chị ơi. Mạ đen nhá. Đen size L. L76-78. Thấy rồi chị Minh ơi. Mà nó có lúc thấy lúc không à chị lấy gì á? Rồi mã đen cho em, đen 100.000 bốn chiếc, à 100.000 ba chiếc. Chị nào size L, con này size L cho em. Lấy đen rất đen. Mã đen nhá, đen cho em chị nào mà size L có độ co giãn. Ok gớm.
trên mạ đen. Lấy chị con đầm này. Lấy chị con đầm màu đỏ. Chị nào size to, size này XL, L80 đến 82. L80 82 mang vừa, lấy đỏ chút đỏ cho em. Mã đỏ cho em 100.000 ba chiếc mã đỏ này. Đỏ 100k ba chiếc nhá, lấy đỏ chút đỏ cho em. Rồi con này của bé. Bé là tầm 30 35 kg, hàng cách tân của bé nhá. Bé là 30 35 kg mang vừa, lấy bé chút bé cho em. Mã bé cũng nữa. Mã bé cho em cũng 100.000 ba chiếc luôn chị ạ. Mã bé cho em 100k ba chiếc, bé là tầm 30 35 kg tại vì nó hàng cách tân á. Rồi bé này lớn hơn này. Bé này tầm 35 40 kg nhá. Lấy mã 730. 730 cho em, bé là 35 40 kg cho em, bé này size hơi to. 35 40 kg mang vừa. Lấy mã 730. Lấy chị Nguyễn Tư này. Mã 730 cho em. Lấy 730 cho 730. 730 nhá. 730 chị nào mà bé nó là tầm cái gì nhỉ? Bé nó là cỡ 35 40 kg. Rồi lấy chị con phong suông. Phong suông chị nào tầm 55 kg nhá. Chị nào 55 kg mang vừa một con suông màu vàng, lấy vàng chốt vàng cho em. Mã vàng. Vàng mà chị nào mà chị nào 55 kg mang vừa, lấy vàng chốt vàng. Nó là hàng phong suông. Các chị biết con này bữa em thấy con bé kia nó bán bao nhiêu nghìn không? Nó kêu hàng sale á, sale mà bán tới 90.000 luôn đấy chị ạ. Rồi sao có nhiều người mà họ bán kinh khủng như thế. Họ bán tới 90.000, 89.000 chứ phải là 90.000. Hàng sale, sale mà sale tới 89.000. Các bình thường bán trên trăm lắm. Rồi bán thì bán kinh khủng. Rồi con này cho em. Mã vàng, hàng suông nhá. Chỉ nào tầm 55 kg thôi. Lấy vàng, chốt vàng. Vàng cho em, vàng là 100.000 ba chiếc mã vàng. Lên chị còn một con kim sa này. Kim sa chị nào size nhỏ, size S thôi nhá. L68-70. L68-70 mang vừa, lấy kim sa chút kim sa. Mã kim sa cho em, kim sa chị nào size nhỏ, size S L68-70 mang vừa. Kim sa cho em vừa 100.000 ba chiếc mã kim sa này. Kim sa. Rồi con này cho em. Con này có độ co giãn nhá. Các chị size LXL. LXL đều mang được. Lấy mã dài. Lấy dài chất dài cho em. Dài chị nào size LXL. Có độ co giãn, nó kiểu như là áo cách tân ý chị. Nó xẻ hai bên này cho em nhé. Nó có độ co giãn, hai bên đều có khóa. Lấy dài chất dài cho em. Dài chị nào size L và XL đều mặc được. Tại vì nó có độ co giãn cho em. L80 quay đầu. L80 đội mang vừa cho em. Lấy dài chất dài. Ủa không, chị nào lấy con đấy nhá. Đẹp vậy không, chị nào lấy nhá. Rồi con này khoác của bé. Một là của bé nhá. Hai là các chị nào mà size nhỏ sẽ SM. Một là các chị sẽ SM. Hai là các chị chốt cho bé. Mã khoác cho em 100.000 ba chiếc không chị ạ. Lấy khoác chốt khoác. Mã khoác cho em. Dài chị Minh Minh này. Lấy khoác chốt khoác. Mã khoác cho em nhá chị ạ. Mã khoác. Lấy khoác chốt khoác cho em. Hello. Đúng rồi. Thôi. À. Không, em không có. Em không có chị nhá, em nhá. Em đang bận thế. Rồi, ok. Rồi lấy chị một con màu trắng này. Trắng chị nào L74. Trắng là L74 nhá, lấy trắng chốt trắng. Mã trắng chị em L74 mang vừa. Lấy trắng chốt trắng chứ. Trắng chị nào size màu lớn và size L nhỏ. Màu lớn và L nhỏ L74 với đầu chứ. L74 mang vừa, lấy trắng chốt trắng. Mã trắng chị em 100.000 ba chiếc mã trắng này. Mã trắng chị em lấy chị một con màu vàng. Vàng này chị nào mà thấp thì làm thành cái áo cho em nhá. Mã vàng chị em 100.000 ba chiếc mã vàng.
Lấy vàng chốt vàng, vàng vàng size nhỏ cho em chưa? Vàng chị nào size nhỏ? Lấy vàng chốt vàng, rồi lấy chị một con lụa này. Lấy chị một mảnh lụa, lụa size nhỏ thôi, chị nào sẽ lấy lụa chốt lụa cho em nhé. Lụa cho em 100.000 ba chiếc mảnh lụa này. Mảnh lụa, lụa chị nào sẽ size S 870. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Rồi lấy lụa chất lụa cho em. Lụa chị nào CF S870 size nhỏ em chị có CF mang của. Không có chị nào xuống like thì nhá. Tối mà em lên được thì em lên, còn không thì hẹn các chị 2 giờ chiều mai. Mắt chị ơi, tại vì tối nay em bận rồi, không biết là còn lên được không. Còn không thì hẹn tắt chị 2 giờ chiều mai chị ơi. Mà cũng chưa biết được. Nếu mà hàng về thì nếu mà mai mà hàng về chắc phải tối mai mới lên nữa. Còn không thì nói chung là trong vòng ngày mai, một là lên, hai là không. Một là lên, hai là không các chị nhé. Nếu mà lên được thì lên, còn không lên được thì hẹn các chị ngày mai. Một là chiều mai, hai là tối mai nhá các chị ơi. Chào các chị. Nhanh chị. Khỏe á? Không nhìn thấy cái gì luôn đó chị. Mà chị có mỗi một cái mới có 50.000 nên đâu có đi. Để cái kia chị bỏ ra rồi mà. Cái nào cái... Trời ơi. Chết cha rồi, không biết con nào thì con nào ấy chị ơi. Đùa chứ. Giờ em chẳng biết cái nào luôn ấy chị ơi. Giờ không biết còn con đấy nữa không ấy chị. Đổ chị em giờ em không biết. Con đen thuyền trắng gấp hả? Là hai chiếc hả? Bỏ size L hả? Để em kiếm cho. Em không thấy cái con nào. Nó bị ẩn. Tại vì chị biết không, hôm nay em có hai cái máy, con bé nhà em nó cầm một máy nó đi học. Đâm là tại vì tại vì em đang like. Con đen có độ co giãn à? Đỏ size L 100.000 ba chiếc nữa. Không thì chị chụp chị gửi qua cho em đi. Em mình nhớ được chứ còn giờ em. À cái cổ bị xước trên, xước ở trên cổ mà viền tím phải không? Em nói là cổ em bị lỗi đó, 30.000 đó đúng không? Cũng là lên giá 130 ba chiếc đó đúng không? Rồi em nhớ con đó rồi, còn mấy con kia em không nhớ. Ủa? Một cái, không phải. Khổ.
chị là có một cái thôi. Chị có hai, có hai chiếc mà chị kêu là chị bỏ một chiếc. Vậy là con đó vẫn lấy, nó lại lấy một con đỏ này 30 nữa. Rồi em chào tất cả các chị này. Có gì bây giờ, một là chiều mai, hai là tối chị nhá. Khổ ghê gớm.